Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 66. Ô Thanh Sơn gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp. Người đã đi rồi, nhưng bọn họ hoàn toàn không biết bước tiếp theo Tần Chỉ sẽ làm ra chuyện gì, đây là sự uy hiếp vô hình đối với bất kỳ ai. Nhưng dù sao người cũng đã đi rồi, hơn nữa đã cầu xin Ô Thanh Sơn giúp đỡ, ông ấy đương nhiên không thể dương mắt đứng nhìn, thân là chủ của bang Thanh Long, có thể Tần Chỉ sẽ không chịu thua ông, nhưng dù gì cũng là người thân quen, Tần Chỉ chắc chắn sẽ nể mặt. Nhưng mà lúc này chắc chắn phải khiến nhà họ Bạch trả giá. Đây là điều đương nhiên, không phải nghi ngờ gì nữa. Ô Thanh Sơn biết rõ, Tất Bạch Hoa và Bạch Chiết càng rõ hơn. Bởi vì ông không đấu lại được với người ta giết ông dễ như trở bàn tay, cao thủ bảng rồng trong mắt Tần Chỉ chẳng là cái thá gì. Ai có thể đấu lại được Tần Chỉ chứ? Hơn nữa không phải bọn họ thua dưới tay Tần Chỉ mà là Tần Lâm, việc này càng mất mặt hơn. Nhưng mất mặt còn tốt hơn là gia tộc bị diệt vong. Được rồi, chuyện đã đến nước này tôi đành phải ra mặt, ai bảo chúng ta là anh em mười mấy năm chứ? Ô Thanh Sơn lắc đầu, nhìn Tất Phương Hoa rồi cười. Chỉ cần có thể khiến Tần Chỉ nương tay tha thứ, nhà họ Bạch tôi nguyện hy sinh tất cả. Bạch Chiết nghiến răng nói, xem ra không xuống nước không được. Nhưng chỉ cần giúp nhà họ Bạch bình yên vô sự, cho dù hy sinh nhiều hơn nữa cũng chẳng là gì. Được, chỉ cần ông hiểu là được, chắc Tần Chỉ sẽ nể mặt tôi thôi, đến lúc đó phải xem nhà họ Bạch các người có thể giải quyết êm đẹp được hay không. Ô Thanh Sơn nói với Bạch Chiết. Đa tạ Đông Long chủ. Bạch Chiết cảm ơn rối rít, dù sao thì đây cũng là đại sự liên quan đến nhà họ Bạch, gia tộc Bạch Thị nhất định sẽ thận trọng. Vậy thì đa tạ ông Ô nhé, ha ha ha, lần này ông hãy cố gắng nói chuyện với Tần Chỉ, nhà họ Bạch chắc chắn sẽ không làm ông thất vọng. Tất Phương Hoa cười nói, ngay cả ông ta cũng thấy kinh hồn bạt vía, nhớ đâu Tần Chỉ thực sự điên lên đòi đối phó với nhà họ Bạch, đến lúc đó ngay cả ông ta cũng chẳng lo nổi cho bản thân. Được. Ô Thanh Sơn gật đầu. Lúc này Bạch Chiết và Tất Phương Hoa nhìn nhau rồi rời khỏi căn tứ hợp viện. Trong từ đường ở trang viên nhà họ Bạch, lúc này tất cả mọi người trong nhà họ Bạch đều đang đợi Bạch Chiết trở về. Ông ta là trụ cột thực sự của nhà họ Bạch. Nếu như nói rằng Bạch Triển Đường là gia chủ, quản lý mọi chuyện lớn nhỏ ở bên ngoài thì Bạch Chiết chính là nhân vật linh hồn ảnh hưởng đến tương lai phát triển của nhà họ Bạch. Giới hạn trên của Bạch Chiết quyết định địa vị của nhà họ Bạch ở thủ đô, giới hạn trên của Bạch Triển Đường quyết định xem ông ta có thể giúp nhà họ Bạch có chỗ đứng thế nào ở thủ đô, khiến các gia tộc khác phục tùng ra sao. Lúc này Bạch Triển Đường u ám mặt mày, Bạch Thiếu Đình bị người ta chặt đứt cánh tay, đây là nỗi nhục lớn của nhà họ Bạch. Nhất định phải báo thù. Vì thế Bạch Chiết mới đi tìm Long chủ của bang Thanh Long để giúp bọn họ báo thù rửa hận. Lúc này tất cả người nhà họ Bạch đều đang đợi Bạch Chiết chiến thắng trở về. Lần này cháu nhất định phải băm tên khốn đó thành trăm mảnh. Bạch Thiếu Đình nghiến răng nói. Ông nội phải bảo ông hai báo thù cho cháu đấy. Yên tâm đi, không ai chạy thoát được đâu, đến lúc đó ông nhất định sẽ khiến tất cả mọi người đều phải phục tùng dưới chân nhà họ Bạch ta. Nhà họ Tạ cũng không cần tồn tại nữa. Bạch Triển Đường lạnh lùng nói, mặc dù lão nhị không màng thế sự nữa nhưng vào thời khắc quan trọng cũng chỉ có cao thủ bảng rồng như lão nhị mới có thể trở thành trụ cột thực sự bảo vệ cho nhà họ Bạch. Bây giờ Bạch Chiết đi mời bang Thanh Long chắc chắn sẽ không có sơ suất gì. Cháu yên tâm, ông hai nhất định sẽ không khiến cháu phải chịu tủi nhục vô ích đâu, hơn nữa bây giờ đã là chuyện của cả nhà họ Bạch rồi, cho dù là Tần Lâm hay nhà họ Tạ đều phải chịu tội. Bạch Phàm nói, ông hai về rồi, ông hai, lúc này ngoài cổng vang lên âm thanh ồn ào, chú hai, mắt Bạch Phàm sáng rực lên, cuối cùng Bạch Chiết cũng đã về, bây giờ cả nhà đều đang ngóng trông ông ta. Thế nào rồi lão nhị? Bạch Triển Đường nhìn Bạch Chiết, thấy sắc mặt của ông ta có chút khó coi, lẽ nào bang Thanh Long không chịu ra tay sao? Đúng đấy ông hai, ông nói gì đi chứ, rốt cuộc có chuyện gì rồi? Cháu sẽ không tha cho tên Tần Lâm, nhất định phải báo mối thù chặt tay. Bạch Thiếu Đình phẫn nộ nói, anh ta hận Tần Lâm đến tận xương tủy, cả con tiện nhân Tạ Hồng Mai nữa cũng không phải loại dễ đối phó. Bốp! Bạch Chiết quay người tát Bạch Thiếu Đình một phát, anh ta bị tát đến mức ong đầu ù tai, ngã xuống đất, ánh mắt bàng hoàng, bộ dạng vô cùng ấm ức. Chuyện gì vậy chứ? Bạch Phàm sững sờ, thậm chí còn không dám nói gì nữa. Đối với nhà họ Bạch mà nói e rằng chuyện ngày hôm nay không thể nào giải quyết êm đẹp được.
Trừ Bạch Phàm và Bạch Triển Đường ra không ai dám nói chuyện với Bạch Chiết, ông hai nhà họ Bạch một khi phẫn nộ sẽ rất đáng sợ, ai dám nói nhiều chứ? Bạch Thiếu Đình sợ hãi run lẩy bẩy, vẻ mặt hoang mang, anh ta không biết mình đã làm sai chuyện gì mà ông hai lại hành động như thế, sao anh ta không sợ được chứ? Lão nhị, chuyện đã thế này rồi rốt cuộc kết quả ra sao, chú nói đi. Rốt cuộc phải làm sao? Nếu thể diện nhà họ Bạch chúng ta bị mất một cách dễ dàng như thế thì sau này không thể nào đứng vững ở thủ đô được. Bạch Triển Đường nói. Bạch Chiết nhìn anh trai Bạch Triển Đường, thở dài một hơi rồi lắc đầu. Bây giờ không còn là vấn đề thể diện của nhà họ Bạch nữa, người ta không đến tìm chúng ta là tốt lắm rồi. Ý gì vậy chứ? Lẽ nào tên Tần Lâm đó còn muốn đối phó với nhà họ Bạch chúng ta sao? Đúng là nực cười, Bạch Triển Đường tôi tung hoành mấy chục năm số người dám nói ra câu nói này ở thủ đô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bạch Triển Đường hừ lạnh một tiếng. Tên Tần Lâm rất khó đối phó, nhưng bố cậu ta còn khó đối phó hơn. Bạch Chiết trầm giọng nói. Bố nó là ai mà lại dạy ra thằng con mất nết như thế, nhà họ Bạch phải dạy dỗ khô nó một bài học mới được. Bạch Triển Đường tiếp tục nói. Anh suy nghĩ quá đơn giản rồi, chuyện ngày hôm nay nhà họ Bạch ta đã bị kẻ khác dòm ngó đến, bây giờ không phải là vấn đề của nhà họ Bạch mà là người ta có bằng lòng tha cho chúng ta hay không. Đối với bọn họ, chúng ta chỉ là loại hữu danh vô thực, họ muốn diệt trừ nhà họ Bạch là chuyện dễ như trở bàn tay, không chút chút áp lực nào cả. Bạch Chiết nhất mạnh từng câu từng chữ khiến Bạch Triển Đường vô cùng sững sờ, có thể khiến Bạch Chiết nói ra câu này, rốt cuộc kẻ địch là ai? Long chủ cũng không giúp được chuyện này, đến Băng Thanh Long mà ông ta cũng không coi ra gì, em chỉ có thể nói rằng lần này thằng phế vật Bạch Thiếu Đình đã động phải nhân vật đáng gờm, rất có thể bây giờ người ta sẽ đến tìm nó để tính sổ. Bạch Chiết cười khẩy nói. Hơn nữa chỉ cần bất cần một chút là có thể khiến nhà họ Bạch ta rơi vào đường cùng. Muôn đời muôn kiếp không trở lại được, cho dù là Băng Thanh Long cũng chỉ có thể ra mặt hòa giải, muốn thay đổi hoàn toàn cục diện là điều khó nói, ngay cả em cũng không có năng lực này. Nhân vật đáng gờm. Mặt Bạch Triển Đường biến sắc, ngay cả Bạch Chiết cũng đã nói thế rồi, ông ta không dám có bất kỳ sự hoài nghi nào, mấy năm qua chưa từng có nhân vật bí hiểm nào khiến lão nhị thấy khó xử như này. Hơn nữa điều quan trọng nhất là có thể người ta sẽ phản công, khiến bọn họ phải trả cái giá đắt. Nói như thế thì bây giờ chúng ta không những không thể giết chết được Tần Lâm mà còn rơi vào nguy hiểm sao? Bạch Phàm ngây người ra, mặc dù với thực lực của chú hai chưa chắc có thể thiên hạ vô địch nhưng ông ta đã kết hợp với cao thủ bảng rông, đi cầu cứu sự viện trợ của Băng Thanh Long mà vẫn không làm được gì, tin tức này khiến họ thấy tuyệt vọng. Tinh tinh! Lúc này điện thoại của Bạch Chiết vang lên, vừa nhìn thấy màn hình hiển thị là Long chủ Tất Phương Hoa, ông ta lập tức nghe máy. Bảo thằng cháu mất nết của ông đến cửa nhà họ Tạ dập đầu 100 cái để tạ tội đi, thiếu một cái cũng không được. Sau khi tắt cuộc gọi của Long chủ Tất Phương Hoa, khóe môi Bạch Chiết giật giật, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhưng đây là kết cục cuối cùng của bọn họ, cũng là kết cục tốt nhất. Bạch Chiết từng nói rồi, cho dù thế nào đi nữa thì nhà họ Bạch cũng sẽ chấp nhận, lúc này không còn sự lựa chọn nào khác. Thế lực phía sau Tần Lâm quá đáng sợ. Chúng ta hoàn toàn không động vào được, chỉ có thể cam chịu mà thôi. Bạch Chiết trầm giọng nói. Vẻ mặt Bạch Triển Đường cứng đờ lại, em hai đã nói như thế rồi vậy thì chắc không thể cứu vãn được nữa. Người nhà họ Bạch dương mắt nhìn nhau, xem ra lần này gia tộc đã gặp phiền phức thật rồi. Bạch Triển Đường biết rõ ở cái đất hoa hạ này thực lực của Bạch Chiết rất khủng khiếp, cộng thêm sức mạnh của Băng Thanh Long và mối quan hệ rộng khắp thủ đô của nhà họ Bạch thì tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Nhưng cho dù là như thế cũng không thể nào đấu lại được Tần Lâm, điều này đủ để nói rõ vấn đề rồi. Người nhà họ Bạch đã động đến nhân vật đáng gờm. Bạch Chiết lăn lộn ở thủ đô đã từng ấy năm, có thể trở thành gia chủ của nhà họ Bạch đương nhiên không phải là loại tầm thường, lời nói cuối cùng của Bạch Chiết chính là vận mệnh của nhà họ Bạch. Chú hai, cháu không can tâm. Vẻ mặt Bạch Phàm trở nên u ám, dù sao nhà họ Bạch cũng là gia tộc có thế lực lớn mạnh. Nhận thua dễ dàng như thế ông ta thực sự không can tâm. Bao nhiêu năm qua nhà họ Bạch luôn độc nhất vô nhị ở đất thủ đô. Không can tâm, dựa vào cháu, một tên rác rưởi thuộc bảng rồng thấp kém sao? Bạch Chiết cười khinh rồi nói. Lúc này sắc mặt Bạch Phàm trở nên u ám, cuộn chặt nắm đấm, xương kêu rắc rắc. Đừng bất mãn, đây là câu nói mà bố Tần Lâm nói với chú,
trong mắt ông ta kẻ mạnh trong bảng rồng chỉ là rác rưởi mà thôi, ngay cả chú cũng phải khiếp sợ. Coi cao thủ bảng rồng như rơm rác, cháu nghĩ xem người như vậy sẽ đáng sợ ra như thế nào chứ? Ánh mắt Bạch Triết lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Bạch Phàm, lúc này ông ta bất chợt dùng mình, vẻ mặt cũng lập tức thay đổi. Coi cao thủ bảng rồng như rơm rác. Nhân vật này phải đáng sợ như nào chứ? Đừng tự phụ quá, trong mắt người khác chúng ta là kẻ mạnh được xứng danh bảng rồng, có một không ai ở Hoa Hạ. Nhưng trong mắt Tần Chỉ chúng ta chỉ là thứ rác rưởi mà thôi, đó chính là sự khác biệt. Bạch Triết thở dài, lòng đau như cắt, chẳng phải ông ta không phẫn nộ, không buồn bực sao? Nhưng bản thân lại ở thế yếu hơn Tần Chỉ, trong mắt người ta ông chỉ là rác rưởi mà thôi, yếu không thể địch lại mạnh chính là nguyên nhân thực tế nhất. Người nhà họ Bạch im lặng, lúc này không còn đường lui nữa rồi. Sự ngạo mạn ban đầu đã biến mất hoàn toàn, cuối cùng người nhà họ Bạch đã bị người khác chấn áp. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Bạch Triển Đường nói, chuyện này chưa thể kết thúc được. Bây giờ chúng ta đã là cá nằm trên thớt rồi, cách duy nhất đó là bảo Bạch Thiếu Đình đến nhà họ Tạ dập đầu 100 cái để tạ tội, thiếu một cái cũng không được. Bạch Triết nói, tất cả người nhà họ Bạch đều nháo nhào lên. Làm vậy sao được chứ? Nhà họ Bạch chúng ta là gia tộc đứng đầu thủ đô đấy. Đúng thế, lẽ nào nhà họ Bạch thực sự phải đi dập đầu nhận tội sao? Chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Đã bao giờ nhà họ Bạch ta làm ra chuyện nhục nhã như thế chứ? Người nhà họ Bạch đều nháo nhào lên tiếng, mặt ai nấy đều tái mét, thẹn quá hóa giận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không đi sao? Vậy thì đợi gia tộc bị diệt vong đi, người nhà họ Bạch sẽ bị trừ khử, mặc kệ các người có tin hay không, tôi thì tin. Bạch Triết cười khẩy nói, lập tức không còn ai lên tiếng phản đối với bọn họ sĩ diện cao hơn tất cả, nếu như bây giờ dùng thân phận địa vị của bản thân để đổi lấy thì tuyệt đối không được. Bạch Triển Đường cũng thở dài một tiếng, tất cả là do số phận, lúc này chỉ có thể nghe theo lời của Bạch Triết, đó là con đường sống duy nhất của nhà họ Bạch. Bây giờ không phải là bọn họ muốn làm hay không, mà là người ta có chịu hay không. Lão Tam, mau dẫn Thiếu Đình đi đi. Bạch Triển Đường trầm giọng nói. Lúc này người nhà họ Bạch đều ngây người, nhưng bọn họ không có sự lựa chọn khác, đặc biệt là người chủ gia đình như Bạch Triển Đường buộc phải làm tất cả mọi người hài lòng, hơn nữa vào thời khắc quan trọng chỉ có thể hy sinh bản thân vì tập thể. Một mình Bạch Thiếu Đình sao có thể so sánh với vận mệnh của nhà họ Bạch được? Cho nên Bạch Thiếu Đình buộc phải hy sinh, hơn nữa rõ ràng là bây giờ anh ta đã không thể gánh vác được trách nhiệm của nhà họ Bạch nữa. Anh ta vốn là nhân tài trẻ xuất sắc nhất của nhà họ Bạch, nhưng chính anh ta lại hủy hoại bản thân, kết quả là người nhà họ Bạch cũng phải bó tay. Ông nội, đừng, đừng mà ông nội. Bạch Thiếu Đình rưng rưng nước mắt, vừa khóc vừa nói, bảo anh ta dập đầu 100 cái trước mặt nhà họ Tạ đúng là làm khó người ta quá. Không chỉ mỗi nhà họ Bạch mà sau này anh ta cũng sẽ không thể ngẩng đầu lên ở đất thủ đô này nữa. Chuyện này sẽ truyền đi khắp cả thủ đô trong vòng chưa đầy một ngày, đúng là giết người không cần dao mà. Bạch Thiếu Đình vô cùng mong ngóng ông hai trở về, tưởng rằng ông hai sẽ nhờ vả được bang Thanh Long, lấy lại thể diện cho nhà họ Bạch, sau đó giết chết Tần Lâm dễ như trở bàn tay. Nhưng ai mà có ngờ, sau khi ông hai trở về, mọi chuyện lại thay đổi. Nhà họ Bạch bọn họ lại lâm vào cảnh vô cùng nguy khốn. Sau lưng Tần Lâm còn có thế lực kinh khủng hơn nhà bọn họ, trong lòng Bạch Thiếu Đình không kiềm được cơn giận, vô cùng căm hận. Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận, bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng đã muộn rồi, thằng khốn Tần Lâm đúng là khắc tinh của anh ta mà. Bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng đã muộn rồi, nhìn ánh mắt kiên định của ông nội và vẻ mặt lạnh lùng của ông hai, Bạch Thiếu Đình vô cùng ủ rũ. Cánh tay thì đã tàn phế mà bây giờ lại phải đi dập đầu tạ tội trước mặt nhà họ Tạ, tư cách người thừa kế nhà họ Bạch của anh ta cũng bị tước đoạt rồi. Vận mệnh như đang trêu đùa anh ta vậy, khiến anh ta chết tâm hoàn toàn, nhưng nếu không đi thì nhà họ Bạch và cả anh ta sẽ bơ vơ không biết đi đâu về đâu. Nhìn đứa cháu mình yêu thương nhất bị đánh tàn phế một cánh tay mới thảm hại làm sao, Bạch Triển Đường cũng rất đau lòng, nhưng hiện thực vốn tàn khốc như vậy, chuyện cá lớn nuốt cá bé là chuyện bình thường. Bây giờ ngay cả chú ba yêu thương anh nhất nhà cũng chỉ nhìn anh với vẻ xót xa, bây giờ Bạch Thiếu Đình chỉ có lựa chọn cam chịu số phận. Người nhà họ Bạch cũng chỉ nhìn nhau không nói gì, bọn họ có thể giữ nguyên thân phận địa vị của bản thân là tốt lắm rồi,
bọn họ vốn chẳng có quyền phát biểu về sự sống còn của nhà họ Bạch chứ đừng nói đến việc nói giúp Bạch Thiếu Đình một câu, nước lên đến đâu thì nhảy tới đó, Bạch Thiếu Đình đẩy nhà họ Bạch vào bước đường này nên bây giờ anh ta đã trở thành đối tượng bị mọi người khinh bỉ rồi. Thiếu Đình, đi thôi, đây có lẽ là kiếp nạn đã định trước của cháu. Bạch Phàm vỗ vai Bạch Thiếu Đình nói. Bạch Thiếu Đình gật đầu một cách vô hồn, cùng chú ba đi đến nhà họ Tạ. Bây giờ nhà họ Tạ đã rối hết cả lên rồi, cuộc chiến với nhà họ Bạch ảnh hưởng rất lớn tới lợi ích của nhà bọn họ, bây giờ cả thủ đô đều giấu kín với nhà họ Tạ, không ai dám nói nhiều. Chuyện làm ăn của nhà họ Tạ xuống dốc không phanh, quan hệ xã giao cũng ngày càng kém, không ai muốn tiếp xúc với bọn họ, có lẽ chẳng bao lâu nữa nhà họ Tạ bọn họ sẽ sụp đổ mất. Người nhà họ Tạ vô cùng đau đầu, Tạ Trường Hà thấy Tần Lâm và Tạ Hồng Mai quay về cũng tỏ vẻ không vui, nhưng bọn họ không thể địch nổi sức mạnh của Tần Lâm, cho dù không vừa ý cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Ôi, cháu còn biết đường về nhà sao? Hồng Mai, ông thấy cháu đã quên hết cả nhà họ Tạ rồi. Tạ Trường Hà mỉa mai, ánh mắt vô cùng âm u, người làm chủ nhà như ông ta nhìn gia tộc ngày càng xa sút đương nhiên sẽ có cảm giác đau khổ. Không xong rồi. Không xong rồi, ông chủ, người nhà họ Bạch lại đến rồi. Người hầu vội vàng bẩm báo, vẻ mặt trắng bệch. Lại đến rồi. Tạ Trường Hà run lẩy bẩy, mặc dù nhà họ Bạch không ra tay trực tiếp với bọn họ nhưng chỉ gián tiếp thôi cũng đã đủ khiến nhà họ Tạ sụp đổ rồi, vậy mà bây giờ nhà họ Bạch lại còn kéo nhau đến đây một lần nữa. Tạo nghiệp, đúng là tạo nghiệp mà. Bây giờ trong lòng Tạ Trường Hà vô cùng đau khổ. Nhà họ Tạ phải sụp đổ đã là chuyện không thể đảo ngược được nữa rồi, nhưng bây giờ lại còn không có cả đường lui, nhà họ Bạch đến một lần nữa e là sẽ lại đẩy bọn họ vào bước đường cùng rồi. Vẻ mặt người nhà họ Tạ đều trở nên vô cùng khó chịu, những chuyện này đều do Tạ Hồng Mai gây ra, tất cả đều tại Tạ Hồng Mai. Nhưng bây giờ bên cạnh Tạ Hồng Mai có Tần Lâm nên không ai dám hé một câu. Cho dù là chủ nhà họ Tạ cũng chỉ có thể cam chịu chấp nhận. Ông ba, Bạch Thiếu gia bọn họ đến rồi. Tạ Trường Hà cười khổ, từng tuổi này rồi mà ông ta còn phải luồn cúi, đây chẳng phải là tư thế của kẻ yếu sao, ở thủ đô nhà họ Tạ vốn chẳng thể chống lại nhà họ Bạch, bây giờ bọn họ vốn đã rối loạn, thực lực cũng chẳng còn bao nhiêu, bọn họ chỉ là một gia tộc sắp sụp đổ mà thôi. Trong lòng Tạ Trường Hà chỉ mong nhà họ Tạ không đuổi cùng giết tận thôi, có như vậy thì bọn họ mới còn một con đường sống. Nhà họ Tạ chắc sẽ không thể đứng trong thập đại gia tộc ở thủ đô, nhưng cũng đừng tiêu diệt hết, đây có lẽ là kết quả tốt nhất. Lúc Bạch Thiếu Đình và Bạch Phàm nhìn thấy Tần Lâm thì lập tức run rẩy, bọn họ biết tất cả đều là vì người thanh niên trước mặt này, nhưng nhà họ Bạch cũng phải bó tay, đối diện với Tần Lâm, bọn họ không còn vẻ ngạo mạn như lúc đầu, thậm chí còn không biết phải làm gì mới phải. Tôi xin hai người, Bạch Thiếu gia, ông ba, chúng tôi không có liên quan gì đến Tần Lâm cả. Chúng tôi đã đuổi Tạ Hồng Mai ra khỏi nhà họ Tạ rồi, hai người để cho nhà họ Tạ chúng tôi một con đường sống đi, tôi cầu xin hai người đấy. Khuôn mặt nhăn nheo của Tạ Trường Hà đầy đau khổ và tuyệt vọng. Quỳ, Bạch Thiếu Đình quỳ xuống trước mặt nhà họ Tạ, động tác vô cùng thành thục, người nhà họ Tạ đều ngây ngốc, chuyện quái quỷ gì vậy? Nàn ý, Bạch Thiếu Đình quỳ trước mặt tất cả mọi người, nhìn Tần Lâm một cái, trong lòng vô cùng buồn bực. Nhưng anh ta không còn lựa chọn nào khác. Tôi xin lỗi anh Tần, những chuyện trước kia đều là lỗi của tôi, Bạch Thiếu Đình tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, mong anh có thể cho tôi một cơ hội sửa sai, sau này tôi không dám đối đầu với nhà họ Tạ nữa, chỉ cần anh nói một câu tôi sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Tôi xin lỗi, bịch, tôi xin lỗi, bịch, nói một câu tôi xin lỗi lại dập đầu bịch một cái, Bạch Thiếu Đình vô cùng kiên quyết, vô cùng nghiêm túc. Nếu đã lựa chọn vì nhà họ Bạch thì phải làm cho đến cùng. Chỉ là dập đầu thôi mà. Chỉ là mất mặt thôi mà. Tai họa mà Bạch Thiếu Đình rước về thì bây giờ anh ta phải tự giải quyết. Hành động của Bạch Thiếu Đình giống như một tên ngốc vậy. Nhưng anh ta làm vậy càng khiến nhà họ Tạ khó hiểu hơn. Bạch Thiếu Đình tự cao tự đại. Thiếu gia nhà họ Bạch lại đến dập đầu trước mặt bọn họ sao? Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Không dám tin được nhưng không dám tin cũng đã chính mắt nhìn thấy rồi, Bạch Thiếu Đình chắc chắn không phải đến để gây chuyện mà là đến để dập đầu tạ lỗi với bọn họ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đúng đó, thiếu gia nhà họ Bạch lại đến dập đầu trước mặt nhà họ Tạ chúng ta. Phải chăng là có âm mưu gì đó? Cái này khó nói lắm, trước giờ nhà họ Bạch vô cùng cẩn thận,
sao bọn họ có thể đến nhận lỗi với chúng ta chứ? Hơn nữa địa vị của nhà họ Tạ không thể sánh được với nhà họ Bạch, bọn họ làm vậy chẳng phải là tự tát vào mặt mình sao? Xem ra nhà họ Bạch bị Tần Lâm đánh sợ rồi, chắc chắn là như vậy. Hình như là vậy thật, anh xem ông ba nhà họ Bạch ngoan ngoãn nghe lời như thế kia, còn không dám nhìn thẳng Tần Lâm, không biết tên nhóc này có lai lịch như thế nào nữa. Có thể bảo người nhà họ Bạch đến nhà chúng ta dập đầu nhận lỗi, lạ thật đấy, không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ. Người nhà họ Tạ không dám tin vào mắt mình, trước kia bọn họ tâng bốc người nhà họ Bạch còn không kịp ấy chứ, vậy mà bây giờ người nhà họ Bạch lại đến dập đầu trước mặt bọn họ, mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Lúc này Tạ Trường Hà nhìn Tạ Hồng Mai và Tần Lâm với vẻ mặt đầy hoang mang. Tạ Giang Hoài cũng đã đi ra, nhìn thấy người nhà họ Bạch lại đến nên ông ta đã chuẩn bị tinh thần rồi, nếu nhà họ Bạch muốn đuổi cùng giết tận thì bọn họ cũng không sống được, cùng lắm thì liều chết đến cùng thôi. Nhưng bây giờ nhà họ Bạch lại quỳ xuống dập đầu tạ lỗi trước mặt bọn họ khiến Tạ Giang Hoài không biết phải làm gì. Hành động của người nhà họ Bạch đúng là khó hiểu, khiến bọn họ không biết phải tiếp như thế nào. Tạ Trường Hà và Tạ Giang Hoài đưa mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ đều có đáp án rồi, chắc chắn là Tần Lâm. Ngoài Tần Lâm ra thì không còn lý do khác, chắc chắn là công lao của Tần Lâm, người nhà họ Bạch bị anh đánh sợ quá, chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Nếu không sao bọn họ có thể dập đầu nhận lỗi chứ? Dùng từ vừa mừng vừa lo cũng không thể thể hiện được tâm trạng lúc này của bọn họ. Bạch thiếu gia, ông ba, hai người đang. Tạ Trường Hà dở khóc dở cười, ông ta định nhận lỗi với bọn họ, cầu xin sự tha thứ của bọn họ, mong bọn họ để lại con đường sống cho nhà họ Tạ, nhưng bây giờ tình hình bỗng đột ngột đảo ngược. Chủ nhà họ Tạ, ông không cần phải đa lễ, chuyện này là chuyện chúng tôi nên làm. Lúc trước là cháu nhà tôi vô lễ, lần này cháu nó đích thân đến tạ lỗi với mọi người, nếu 100 cái dập đầu không đủ thì có thể thêm 100 cái nữa. Bạch Phàm cười nói, ông ta nào dám lỗ mãng trước mặt Tần Lâm chứ? Nhớ anh lại đuổi cùng giết tận bọn họ thì hôm nay ông ta phải chôn tại đây rồi, sức mạnh của Tần Lâm không phải là chuyện đùa đâu. Nhưng nếu Long chủ của bang Thanh Long cũng phải lên tiếng giải hòa thì chắc chắn không có chuyện gì xảy ra, cho nên ông ta mới dám can đảm đến đây. Những lời của Bạch Phàm càng khiến Tạ Trường Hà kiên định về suy nghĩ của mình. Nhất là khi ông ta nhìn thấy ống tay áo trống không của Bạch Thiếu Đình, ông ta lập tức biến sắc, chuyện này là như thế nào? Chẳng lẽ cánh tay của Bạch Thiếu Đình bị người ta chặt mất? Chẳng lẽ là Tần Lâm? Càng nghĩ càng sợ hãi, tên Tần Lâm này rốt cuộc có lai lịch như thế nào mà có thể khiến nhà họ Bạch chịu dập đầu nhận sai như vậy? Tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn xa. Chuyện này chắc chắn sẽ truyền khắp cả thủ đô trong thời gian ngắn, đến lúc đó nhà họ Tạ sẽ vô cùng oai phong, còn nhà họ Bạch sẽ bị bọn họ dẫm dưới chân như miếng thảm nhà. Kết quả này chắc chắn không còn gì để nghi ngờ, nhà họ Bạch đã nghĩ đến vấn đề này rồi chứ, sau này nhà họ Bạch chắc chắn sẽ bị rất nhiều người chê cười. Nhưng bọn họ vẫn làm như vậy chứng tỏ bọn họ không còn cách nào khác. Lúc này trong lòng Tạ Hồng Mai có chút rối loạn. Dù gì giữa hai bọn họ cũng đã có những chuyện đau lòng, đây cũng là vết sẹo trong tim cô. Nhưng bây giờ Tạ Hồng Mai không có chút thông cảm nào đối với Bạch Thiếu Đình cả, nếu không phải vì anh ta thì nhà họ Bạch cũng sẽ không bị đẩy đến bước đường này. Nếu không phải vì anh ta thì cô cũng sẽ không trở thành đối tượng bị tất cả người nhà họ Tạ khinh bỉ. Nếu không phải anh ta thì nhà họ Tạ cũng sẽ không ngày càng yếu thế, vì vậy tất cả đều là do Bạch Thiếu Đình gây ra, trong lòng cô chỉ có thù hận thôi. Bạch Thiếu Đình vì yêu mà sinh hận, may mà cô không ở bên cạnh anh ta, nếu không nửa đời sau sẽ vô cùng bi ai, đến lúc đó nhà họ Tạ cũng sẽ vô cùng đau xót. Bạch Thiếu Đình vốn không đáng để thông cảm, đây là suy nghĩ trong đầu Tạ Hồng Mai. Bởi vì anh ta đã làm quá nhiều chuyện vô lý khiến người ta không tưởng tượng nổi, suýt nữa thì ép bọn họ xuống đáy vực, nếu không có Tần Lâm thì e là mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy. Cuối cùng cô chắc chắn sẽ bị ép gả cho nhà họ Bạch. Đến lúc đó nhà họ Tạ cũng sẽ lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, nơm nớp lo sợ. Bây giờ xem ra cô đã không chọn sai người đàn ông này. Bạch Thiếu Đình đã dập đầu đến mức bật máu trán, nhưng tất cả đã được định sẵn, tội ác của anh ta, rất đáng trừng phạt. Người nhà họ Tạ dần chấp nhận sự thật, nghe Bạch Phàm nói Tạ Trường Hà có thể suy ra lão già này hèn mọn đến mức nào, bây giờ nhà họ Tạ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Bạch, chào đón mùa xuân của mình rồi. Cái này, tôi thật sự không biết nói gì mới phải nữa.
Tạ Trường Hà kích động nói. Tần Lâm mỉm cười nhìn Bạch Phàm, ánh mắt lạnh lùng. Các người cũng biết điều đó, nếu các người mà còn tiếp tục hành động hồ đồ thì chắc chắn sẽ biến mất khỏi thủ đô chứ đừng nói là thập đại gia tộc ở thủ đô, cả nhà họ Bạch để phải chết hết không chừa một ai. Bạch Phàm trầm xuống, lời của Tần Lâm ông ta không hề nghi ngờ, đến bang Thanh Long hơn 100.000 người Tần chỉ còn chẳng thèm để ý chứ đừng nói đến nhà họ Bạch bọn họ. Nếu không có Đông Long chủ hòa giải thì e là nhà họ Bạch không biết đã rơi xuống vực thẳm nào rồi. Cậu Tần dậy trí phải, sau này chuyện gì của nhà họ Tả cũng chính là chuyện của nhà họ Bạch, nếu chúng tôi làm không tốt ở đâu xin cậu Tần cứ uốn nắn. Bạch Phàm vừa cười vừa nói, giọng nói nhẹ nhàng, vô cùng hèn mọn. Trong lòng Tạ Trường Hà nổi lên cơn sóng lớn, lần này nhà họ Tạ coi như là trong cái rủi có cái may, cứ tưởng rằng đã mất đi cánh tay đắc lực là nhà họ Bạch thì bọn họ sẽ dần sụp đổ, nhưng không ngờ cuối cùng lại câu được rể tài như Tần Lâm. Mặc dù bây giờ nhà họ Tạ cũng không biết lai lịch của Tần Lâm như thế nào nhưng có thể khiến nhà họ Bạch trở nên hèn mọn như vậy chứng minh sức mạnh của Tần Lâm chắc chắn không thể coi thường. Thậm chí bọn họ còn không xứng được biết, nhưng những thứ này không quan trọng. Điều quan trọng là bọn họ có được một địa vị ở thủ đô, hơn nữa sẽ không có bất cứ ai dám chống lại bọn họ, cho dù là nhà họ Bạch trong thập đại gia tộc cũng trở thành bại tướng dưới tay bọn họ. Bây giờ Tạ Trường Hà cũng có chút lâng lâng, nhà họ Tạ cuối cùng cũng có thể trở mình chiếm thế thượng phong rồi sao? Những năm qua nhà họ Tạ ngày càng sa sút, không biết đã bị bao nhiêu thế lực chèn ép, nhưng bọn họ chỉ có thể nuốt giận, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội vùng dậy rồi. Có một câu nói rất hay. Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn sao? Sao ý là trong lúc tuyệt vọng lại bừng lên một tia hy vọng? Tạ Hồng Mai đúng là cứu tinh của nhà họ Tạ mà. Lúc trước bọn họ luôn nói xấu sau lưng Tần Lâm, đầy ý mỉa mai nhưng bây giờ bọn họ phải dựa vào Tần Lâm mới có thể vực dậy, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Cháu rể à, không ngờ rằng cháu và Tạ Hồng Mai mới chính là phúc tinh của nhà họ Tạ, ông già rồi mắt cũng bị mờ. Chẳng nhận ra chân tiên, chắc cháu không giận ông chứ. Tạ Trường Hà tỏ vẻ nịnh nọt, cười ha ha nói, vì vinh quang của nhà họ Tạ, vì sự vực dậy của nhà họ Tạ cho dù tự vả vào mặt cũng chẳng sao. Tạ Trường Hà chẳng còn nhớ trước đây đã từng làm khó Tần Lâm như thế nào, bây giờ anh lại trở thành cháu rể khiến ông ta tự hào nhất. Đúng đó, con rể, cho dù ban đầu có như thế nào, ngàn lỗi vạn lỗi cũng là lỗi của nhà họ Tạ chúng ta. Con đừng đổ trách nhiệm lên đầu Tạ Hồng Mai là được. Tạ Giang Hoài cũng nở nụ cười. Lúc này lại đến lượt Tạ Hồng Mai dở khóc dở cười, từ lúc nào mà cô lại trở thành con cừu chịu tội vậy? Sao Tần Lâm lại phải trách cô? Đây chẳng phải chuyện tốt mà các người đã gây ra hay sao? Nhưng bây giờ cô cũng chẳng thèm so đo, mặt cô đầy vẻ vui tươi, cuối cùng nhà họ Tạ có thể vực dậy được rồi, lần này làm phiền đến Tần Lâm quá. Nếu không phải Tần Lâm thì bọn họ làm gì dám vùng vẫy trong thập đại gia tộc chứ, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể đá bọn họ ra khỏi thập đại gia tộc. Làm gì có, chỉ cần có Hồng Mai là cháu đã mãn nguyện rồi, cháu không phải là người thù dai. Tần Lâm cười ha ha nói, người nhà họ Tạ mừng như bắt được vàng, chỉ cần Tần Lâm không trách móc bọn họ thì nhà họ Tạ cũng không còn gì để lo lắng nữa. Đương nhiên có người vui thì cũng có người buồn, nhìn Tần Lâm được mọi người tâng bốc. Tạ Hồng Mai thì cười ngọt ngào bên cạnh Tần Lâm khiến Bạch Thiếu Đình giận tím mặt, tất cả những chuyện này vẫn đều thuộc về anh ta, nhưng bây giờ lại bị Tần Lâm cướp mất, anh ta phải trở thành trò cười cho nhà họ Bạch, thậm chí là thằng hề của cả thủ đô. Sau khi Bạch Thiếu Đình dập đầu xong thì cả người toàn là máu, người nhà họ Tạ nhìn cũng thấy sợ, nhưng lúc này khuôn mặt Tạ Hồng Mai vẫn rất lạnh lùng, giữa hai người đã chẳng còn chút tình cảm nào, cho dù kết cục như thế nào Tạ Hồng Mai cũng chẳng thèm quan tâm. Mắc sai lầm thì phải trả giá cho sai lầm đó, sự lựa chọn của Bạch Thiếu Đình, sự lựa chọn của nhà họ Bạch phải có sự trả giá thích đáng, thế giới của người trưởng thành không bao giờ có hai từ dễ dàng. Ai cũng vậy. Cậu Tần, sau này nhà họ Bạch chúng tôi sẽ không bao giờ quấy rầy nhà họ Tạ nữa, xin cáo từ. Cảm ơn cậu Tần đại xá. Bạch Phàm đỡ Bạch Thiếu Đình dậy, thận trọng rời khỏi nhà họ Tạ. Tên Bạch Thiếu Đình này đúng là đáng đời. Nếu không phải lúc đầu anh ta ép Hồng Mai nhà chúng ta thì sao có chuyện này xảy ra chứ? Đúng vậy, câu này phải nói như thế nào nhỉ, trời gây họa có thể tránh, tự tạo nghiệp tội khó sống. Đúng đó, không phải không phục mà là chưa phải thời cơ chín muồi, bây giờ người nhà họ Bạch chắc đã biết bản thân phải làm gì rồi, ha ha ha.
Người như vậy hoàn toàn không đáng tội nghiệp, người nhà họ Bạch đúng là một đám não tàn. Hừ hừ, Tần Lâm nhà chúng ta đúng là Đức Lang Quân như ý của Hồng Mai, đúng là dễ hiền dễ hiền. Sau khi nhà họ Bạch rời đi, Tần Lâm trở thành tiêu điểm được tất cả mọi người chú ý, lúc này anh là người đẹp nhất ở đây. Tạ Hồng Mai che miệng cười tủm tỉm, lúc này là lúc mà cô cảm thấy vui vẻ nhất. Ai cũng sẽ hướng tới tình yêu của mình, nhưng nếu không được sự chúc phúc của người thân thì tình yêu đó có hạnh phúc không? Tạ Hồng Mai không biết, khi tất cả mọi người ruồng bỏ cô, trong lòng cô đã đau khổ và bất lực nhường nào. Nhưng lúc này trong lòng cô vô cùng vui vẻ, hơn nữa bây giờ Tần Lâm cũng nhận được sự công nhận của tất cả mọi người nhà họ Tạ rồi. Cho dù vì cái gì, ít nhất Tần Lâm cũng là người có năng lực, có bản lĩnh. Tần Lâm thấy Tạ Hồng Mai vẫn luôn cười tủm tỉm thì trong lòng vô cùng vui vẻ, nụ cười này mới là nụ cười chân thật nhất của cô. Được người nhà chúc phúc mới có thể khiến bọn họ càng thêm hạnh phúc, càng thêm vui vẻ. Từ nay về sau, cậu phải đối xử tốt với Hồng Mai nhà chúng tôi đấy Tần Lâm, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Tạ Giang Hoài vừa cười vừa nói, giá trị con người của ông ta đột nhiên tăng lên, đừng nói là nhà họ Tạ mà cả thủ đô này chắc chắn cũng sẽ được rất nhiều người chào đón. Bây giờ nhà họ Bạch là bàn đạp của bọn họ, là công cụ để bọn họ vùng dậy. Mặc dù Tạ Giang Hoài vô cùng thích nịnh hót nhưng mà ai bảo ông trời ban tặng cho ông ba một cô con gái bảo bối chứ. Người nhà họ Tạ vô cùng ngưỡng mộ Tạ Giang Hoài, chắc đây đã là số phận rồi. Ngoài của nhà họ Tạ, Bạch Thiếu Đình sắc mặt trắng bệch, khóe miệng đầy máu, trong con mắt đầy tia máu, gân xanh nổi hết lên. Chú ba, cháu không cam tâm, rồi sẽ có một ngày cháu sẽ báo thù, cháu nhất định sẽ báo thù. Bạch Thiếu Đình nghiến răng nghiến lợi, máu trên đầu cứ chảy chậm chậm. Trong lòng anh ta cũng đang rỉ máu, nhìn người con gái mình yêu thương bị Tần Lâm cướp mất. Lại còn bị bêu xấu ở cả thủ đô, món nợ này Bạch Thiếu Đình đã khắc ghi trong lòng. Mối thù này khiến anh ta vô cùng điên cuồng. Đừng có mà không biết hài lòng, đây là số phận, khi sức mạnh của cháu có thể lớn đến mức có thể nắm bắt được số phận thì cháu chính là số phận. Bạch Phàm nhìn đứa cháu trai của mình, vẻ mặt nghiêm trọng, sao trong lòng ông ta không đau xót cơ chứ, trận đấu này cuối cùng cũng phải đặt dấu chấm hết, còn Tần Lâm là đỉnh núi cao mà bọn họ không bao giờ có thể chạm đến được. Chỉ có người đàn ông chôn thù hận sâu trong lòng mới được coi là người đàn ông chân chính, nếu cháu muốn trả thù thì phải cố gắng trong âm thầm, khi cháu có đủ tư cách tiêu diệt đối phương thì đó chính là ngày cháu thật sự vùng dậy. Tần Lâm ăn tối tại nhà họ Tạ xong mới rời đi, bởi vì bố anh gọi đến có chuyện cần bàn. Tần Lâm không dám chậm trễ, không cần nghĩ cũng biết là chuyện có liên quan đến mấy nền văn minh lớn. Ngoại ô thủ đô, núi Bát Bảo. Màn đêm buông xuống. Ánh trăng bao trùm lên lăng mộ của rất nhiều anh hùng dân tộc, khi đến đây Tần Lâm thậm chí còn tìm thấy rất nhiều bia mộ không có tên tuổi, càng không có để chữ, chỉ có những mảnh đá trống không. Chữ khắc trên bia ký chứa đầy dấu vết của năm tháng, giống hệt như bóng hình của kiếm thương để lại vậy, đó chính là những bia mộ không tên của các anh hùng. Tần Lâm đến nơi liền nhìn thấy một người khác, đó chính là Thương Lộc. Sự xuất hiện của ông ta cũng không làm Tần Lâm quá kinh ngạc. Dù gì ông ta cũng đã nói cho bố anh biết mình ở đâu, nếu không thì có lẽ đã phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi. Mặc dù Tần Lâm không cảm thấy vui cho mấy, nhưng phải nói rằng Thương Lộc này là một người có cá tính riêng, hơn nữa ông ta còn nhắc nhở Tạ Hồng Mai về việc nhà họ Tạ gặp nạn, mặc dù mình không ở đó nhưng ông ta cũng không hề để cho người nhà họ Tạ phải chịu thiệt, nếu không thì nhà họ Bạch chắc chắn đã ra tay. Thương Lộc coi như đã làm được hai việc tốt, đây là điều mà Tần Lâm phải thừa nhận. Bóng lưng của ông ta giống hệt bố, vẫn luôn vững chãi như vậy, nhưng hai người vẫn còn cách xa nhau lắm, dường như không hề có giao điểm, nhưng rõ ràng họ đã ở đây từ rất lâu rồi. Bố! Tần Lâm đứng sau lưng Tần Trì, lúc này anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bố, đột nhiên cảm thấy có gì đó khiến anh không thể giải thích được, anh sợ rằng một ngày nào đó bố cũng sẽ bị chôn ở chỗ này, dưới miếng bia trống kia. Tuy đây chỉ là một khả năng mà thôi. Nhưng Tần Lâm thật sự rất sợ ngày đó sẽ đến. Trong cuộc đời của mình, nếu như còn đủ sức thì anh sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Xem ra con trai của anh thực sự xứng đáng để kế thừa anh đấy, khí phách và sự dũng cảm này thực sự làm tôi rất ấn tượng. Thương Lộc cười nhạt nói, sau đó quay đầu nhìn Tần Lâm, trong mắt hiện lên một chút tán thưởng. Tôi giúp anh không có nghĩa là tôi đồng ý với anh, tôi giúp anh chỉ vì lợi ích của tất cả mọi người.
vì nhân dân bách tính, và vì nền văn minh nhân loại của chúng ta, thứ có thể được duy trì mãi mãi. Tần Trì nghiêm túc nói. Thương Lộc lại không cho là vậy, nhưng vẫn tỏ ra ung dung. Vậy có gì khác biệt đâu chứ? Chỉ cần nhiêu đây là đủ rồi, bố không cần phải nghe ai cả, chỉ cần bố làm những việc có ích cho đất nước và thời đại này là đủ rồi. Tần Lâm nhíu mày, dường như giữa Thương Lộc và bố đã có thỏa thuận gì đó, tuy Thương Lộc rất mạnh nhưng cũng không thể nào ép buộc được bố anh. Thực lực của người này giống hệt như bố, đều khiến cho Tần Lâm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, áp lực không hề nhỏ, nhưng anh tin bố mình vẫn mạnh hơn Thương Lộc, có lẽ đây chính là sự sùng bái từ sâu trong trái tim anh. Những gì bố đã làm, hy vọng con có thể hiểu được, Tần Lâm, vì đất nước này mà chúng ta có thể không tiếc tính mạng, có nước mới có nhà mới có được hơi ấm. Cuộc đời bố không có sự lựa chọn nào khác, nếu đã dấn thân vào con đường này thì định mệnh sẽ là con đường không thể quay đầu. Nhưng bố hy vọng con có thể hiểu rõ thước đo tiêu chuẩn của mình. Đất nước quan trọng nhưng gia đình cũng quan trọng, đừng giống như bố, hơn 20 năm cô độc thì cuối cùng cũng đành mang theo vào trong quan tài mà thôi. Tần Trì điềm đạm nói, Tần Lâm gật đầu, lúc này anh không biết tại sao bố lại nói những lời này, nhưng Tần Lâm cảm thấy đây dường như là dấu hiệu của sự chia ly, tuy không muốn tin nhưng dường như anh đã đoán được điều gì đó. Bố muốn đi tìm một vật tổ tận thế khác đúng không? Tần Lâm trầm giọng nói. Thương Lộc liếc mắt nhìn Tần Lâm, tên nhóc này thật thông minh, không ngờ Tần Lâm lại tự tin như vậy. Đúng vậy. Tần Trì gật đầu, vẻ mặt trở nên lãnh đạm. Tần Lâm biết có lẽ lần này lại là ý của Thương Lộc. Đừng trách ông ấy, đó là lựa chọn của bố, đôi khi đó là trách nhiệm đè lên vai bố, có muốn tránh cũng không tránh khỏi. Tần Trì điềm tĩnh hơn Tần Lâm rất nhiều, nguyên tắc trong lòng bố còn cao hơn của anh gấp nhiều lần. Đối với nhiều việc mà nói, Tần Lâm cảm thấy dường như Thương Lộc không hề nói thật, nhưng bản thân anh lại không thể từ chối, đặc biệt là suy nghĩ của bố cứ khiến anh thấy khó đoán, bố và Thương Lộc dường như có một điểm chung nào đó mà anh không sao nhìn thấu được. Đừng nhìn tôi, là do bố cậu quyết định. Thương Lộc phản bác, bởi ánh mắt Tần Lâm nhìn ông ta có chút hung hãn. Vật tổ tận thế là thứ mà tất cả các nền văn minh đang tìm kiếm, chúng ta tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay người khác. Đặc biệt là người Tam Tinh, bọn họ có vẻ hiểu biết rất rõ về vật tổ tận thế, nếu tôi đoán không lầm thì rất có thể vật tổ tận thế này có mối liên hệ cực kỳ quan trọng với nền văn minh Tam Tinh của bọn họ. Tần Trì nói, ý của anh có nghĩa là vật tổ tận thế này có khả năng vốn xuất phát từ người Tam Tinh. Thương Lộc lấy làm ngạc nhiên, chấm, ngôn tình ngược, cũng khó nói lắm, ít nhất vật tổ tận thế là do sự va chạm giữa Atlantis và nền văn minh Maya mà thành. Nó có ý nghĩa cực kỳ sâu xa, người Tam Tinh luôn bí ẩn và tò mò hơn chúng ta tưởng, sự tồn tại của họ luôn là như vậy, hơn nữa làm sao bọn họ đến được trái đất, lại còn chạm trán với nền văn minh Atlantis và Maya hồi đó, tất cả những điều này đều là một bí ẩn. Vật tổ tận thế rõ ràng là chìa khóa để giải quyết những bí ẩn này, nếu chúng ta có thể nắm bắt được nó thì chúng ta sẽ luôn nắm được thế chủ động, đây là điểm quan trọng nhất. Tần Trì nói. Có vẻ như anh biết rất nhiều về người Tam Tinh, lần này đều dựa vào anh cả đấy. Thương Lộc nói, lần nào mà chả dựa vào tôi, anh có thể đạt được đến vị trí dưới một người trên vạn người như ngày hôm nay, lẽ nào anh không nên cảm ơn tôi sao? Tần Trì lạnh lùng nhìn sang Thương Lộc chỉ cười rồi nhún vai. Anh chỉ vì quốc gia mà thôi, cũng đâu riêng gì tôi. Vậy là anh không chịu thừa nhận à? Tần Trì cười mỉa. Tôi làm gì dám? Thương Lộc cười khổ, người đàn ông này chưa từng coi trọng ai, cả đất nước Hoa Hạ chỉ có duy nhất một người mới có thể khiến ông ta bất lực, đó chính là Tần Trì. Rất có thể người Tam Tinh đã mang vật tổ tận thế đến, và nền văn minh Maya cộng với Atlantis cũng đã có âm mưu cực lớn, cho nên Tần Lâm mới càng cảm thấy bất an, rốt cuộc hai miếng vật tổ tận thế trong tay mình quan trọng nhường nào chứ? Con sẽ đi cùng bố. Tần Lâm nói, ánh mắt sáng ngời nhìn Tần Trì. Tần Trì liền lắc đầu. Con không thể đi, con còn có rất nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Tần Trì từ chối quyết định của Tần Lâm, càng làm cho anh cảm thấy khó hiểu, điều gì quan trọng hơn sao? Còn chuyện gì quan trọng hơn việc đi tìm vật tổ tận thế cơ chứ? Lần này bố đi một mình, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Việc gì? Tần Lâm nhíu mày, trầm giọng hỏi. Đi đến núi Côn Luân một chuyến nữa. Tần Trì nói. Lúc này... Vẻ mặt của Thương Lộc trở nên vô cùng nghiêm trọng.
anh thật sự muốn để cậu ấy đi đến núi Côn Luân sao? Thương Lộc kinh ngạc nhìn Tần Trì. Một số thứ là để trải nghiệm càng sớm thì cũng sẽ là một loại kinh nghiệm đối với nó. Tần Trì lẩm bẩm, chẳng phải đã đi qua cung điện băng Côn Luân rồi sao? Tại sao lại đi Côn Luân nữa? Tần Lâm cảm thấy rất khó hiểu, lúc này anh cũng không biết tại sao bố muốn đi tìm vật tổ tận thế nhưng lại yêu cầu anh đi đến núi Côn Luân, ý gì đây chứ? Côn Luân này không phải là Côn Luân kia. Tần Trì nói, phía trên núi Côn Luân còn có môn phái Côn Luân. Trong môn phái Côn Luân có cái gọi là Côn Luân. Trong thiên hạ có bốn môn phái lớn là Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi và Côn Luân. Đây là những môn phái về võ cổ truyền thực sự, mỗi một môn phái đều rất mạnh. Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết những người được gọi là cao thủ bảng rồng cũng chẳng là gì so với các môn phái võ cổ truyền đó. Kẻ mạnh thực sự luôn ẩn mình với thế giới. Thương Lộc nhìn Tần Lâm rồi nói. Tần Lâm nhất thời có chút không thể chấp nhận được, chuyện này có hơi kinh ngạc quá rồi đó. Cao thủ bảng rồng vẫn không được coi là cao thủ trong các môn phái này sao? Vậy tại sao họ lại bế quan và ẩn mình trong núi sâu kia? Trời đất rộng lớn, lại nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ tất cả đều là mây trôi lững lờ hay sao? Tần Lâm nghĩ mãi không thông, nhưng sự tồn tại là hoàn toàn có lý, các môn phái võ cổ truyền luôn ẩn mình trong bóng tối, cho tới bây giờ anh cũng chỉ nghe bố nói qua với Thương Lộc, anh cũng chưa từng được nghe, ngay cả sư phụ cũng chưa bao giờ nói với anh. Xem ra các môn phái võ cổ truyền này thật sự khá thận trọng, hơn nữa thực lực dường như không thể tưởng tượng nổi. Đừng có nghe đơn giản như vậy, số lượng người của các môn phái võ cổ truyền không nhiều như anh nghĩ đâu, người có thể gia nhập vào các môn phái đó chí ít cũng phải là các cao thủ ngũ mạch dưới 30 tuổi, nếu không thì không thể nào vào được, anh nghĩ ai cũng có thể vào được các môn phái đó hay sao? Tần Trì nói xong còn không quên liếc Thương Lộc một cái. Sắc mặt Thương Lộc tái nhợt. Sau đó trừng mắt nhìn Tần Trì. Anh nói cái gì cũng làm người khác đau lòng vậy sao, mấy năm nay cho dù tôi có sao nhãng thì tôi vẫn là đệ tử ngoại môn của Côn Luân đó. Sắc mặt Thương Lộc ửng đỏ. Đương nhiên, nhưng đệ tử ngoại môn vẫn luôn là đệ tử ngoại môn, chắc chắn không thể bằng đệ tử nội môn được. Các môn phái võ thuật cổ truyền đã có thỏa thuận, một khi đã gia nhập môn phái thì cả đời cũng phải là người trong môn phái. Lời nói của Tần Trì làm cho sắc mặt của Thương Lộc xấu hổ không nói nên lời, ông ta là đệ tử ngoại môn của núi Côn Luân, còn Tần Trì lại là đệ tử nội môn của núi Côn Luân. Mối quan hệ giữa hai người vô cùng tế nhị. Tần Lâm giật mình, không ngờ giữa hai người lại có quan hệ như vậy, thật không thể tin được. Cho nên lần này bố bảo con đến núi Côn Luân là để con biết được thế giới này thực sự rộng lớn như thế nào, núi cao còn có núi cao hơn. Tần Trì nghiêm nghị nói. Đây chính là kết quả ông đã cân nhắc kỹ lưỡng, ngay cả Thương Lộc cũng không ngờ Tần Trì lại có thể kiên trì như vậy. Con có thể chọn không đi không? Tần Lâm cau mày suy nghĩ rồi nói. Có thể, bố tôn trọng sự lựa chọn của con, nhưng con nên hiểu rằng chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng và bảo vệ những người xung quanh, còn kẻ yếu thì chỉ có thể bị dẫm đạp dưới chân. Nếu như con có thể trở nên mạnh mẽ hơn thì con sẽ thấy được thế giới này đơn giản hơn nhiều so với con tưởng. Con rất có tài, nếu như con muốn ở một góc thì bố cũng không quan tâm. Nhưng khi con đã bị cuốn vào những thứ như vật tổ tận thế này thì chắc chắn sẽ có một vài thứ đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Những lời Tần Trì nói rất hữu ích đối với Tần Lâm, anh muốn thực hiện nghĩa vụ của mình vì lợi ích của đất nước, nhân dân và sự phát triển của nền văn minh nhân loại, và anh muốn bảo vệ những người xung quanh, đây mới chính là một người đàn ông thực thụ. Ngay cả khi nó không phải là vì quyền lực, mà là vì gia đình của anh. Được, con sẽ nghe lời bố. Tần Lâm trầm giọng nói, ánh mắt lúc này tràn đầy sự chờ mong, sẽ như thế nào nếu anh gặp được các cao thủ từ mấy môn phái võ cổ truyền kia. Sau khi Tần Lâm rời đi, vẻ mặt của Thương Lộc liền trở nên vô cùng nghiêm túc, ông ta biết Tần Trì làm như vậy ắt hẳn là có ý riêng, nhưng bây giờ chính là thời điểm, đối với Tần Lâm mà nói thì đó là một cơ hội rất tốt để trải nghiệm. Nhưng một khi đã đi đến phái Côn Luân thì anh sẽ mất rất nhiều thời gian và cơ hội. Anh làm như vậy thực sự đúng sao? Anh có chắc cậu ấy có thể đạt được đến trình độ của anh không? Thương Lộc nghiêm nghị nói. Trình độ của tôi, ha ha ha, tôi có trình độ gì đâu chứ? Tần Trì lắc đầu cười khổ. Vậy mà anh vẫn muốn để cậu ấy gia nhập vào Côn Luân lúc này sao? Chẳng phải mục đích là để cậu ấy tránh xa nguy hiểm ư? Bây giờ đã có một số nền văn minh lớn bắt đầu dục dịch rồi,
các thế lực trên thế giới cũng đang hành động âm thầm, thế nhưng sức mạnh của Tần Lâm vẫn chưa đạt đến mức độc nhất trên thế giới, ít nhất là vẫn chưa có khí phách ngang tàng như anh. Thương Lộc nghiêm túc nói. Anh chỉ nói đúng một nửa mà thôi. Tần Chỉ đưa mắt nhìn về phía xa, vẻ mặt trở nên phức tạp. Chẳng lẽ những gì tôi nói không đúng sao? Anh làm như vậy chẳng khác nào đang bảo cậu ấy từ bỏ sự nghiệp khi đang ở đỉnh vinh quang đấy ư? Bây giờ cả thế giới đều đang tìm kiếm vật tổ tận thế, đều đang tìm kiếm hai người, nếu không phải Hoa Hạ đang nước sôi lửa bỏng thì những tên đó cũng không dám tới đây làm phiền đâu, sợ rằng sau này Hoa Hạ sẽ trở thành chiến trường thế giới thực sự. Còn lúc này Tần Lâm lại lựa chọn đi Côn Luân, theo tôi thấy thì anh đã quá nuông chiều cậu ấy rồi, anh muốn cậu ấy có cuộc sống an nhàn hơn và trút bỏ hết mọi trách nhiệm rồi tự mình gánh lấy nó. Thương Lộc thở dài. Anh cho rằng tôi hẹp hòi như vậy sao? Tần Chỉ cười khẩy. Anh nói đúng, bây giờ cả thế giới đều đang tìm kiếm vật tổ tận thế, tất cả đều muốn có được nó, hơn nữa chúng ta còn đang ở trung tâm của vòng xoáy. Hoa Hạ có khả năng sẽ trở thành chiến trường cho tất cả các bên tranh giành trong tương lai, nhưng tôi không biết khi nào đến mà thôi. Nhưng bây giờ tôi cũng đâu phải để nó đi hưởng phúc, tôi chỉ muốn tôi luyện nó, để có thể đương đầu với hoàn cảnh hiện tại. Tôi hy vọng nó sẽ trở thành một người thống trị thực sự, đến lúc đó sẽ không có những chiến trường toàn thuốc súng như vậy nữa, cũng không bị người khác sai khiến. Côn Luân bây giờ đối với Tần Lâm còn nguy hiểm hơn. Anh đã quên lúc đầu tôi đã xúc phạm bao nhiêu người ở Côn Luân sao? Con trai tôi đến đó chắc chắn sẽ bị mọi người nhắm tới, hơn nữa còn sẽ bị mọi người bất mãn công kích. Vậy nên chuyến đi Côn Luân lần này chính là thử thách lớn nhất trong cuộc đời của nó. Tần Chỉ nhìn sang Thương Lộc, lúc này ông ta mới sững ra, ánh mắt thoáng mơ hồ. Xấu xa thật, đó là con ruột của anh đấy. Anh không sợ cậu ấy sẽ không thể rời khỏi núi Côn Luân hay sao? Thậm chí còn có thể chết ở đó. Thương Lộc cười nói. Tôi có niềm tin nó còn mạnh hơn cả tôi. Tần Chỉ nói một cách chắc chắn, nhưng không ai biết ông đang nghĩ gì. Thương Lộc biết lần này Tần Lâm đi có khi còn nguy hiểm hơn việc anh tham gia vào trận chiến tranh giành vật tổ tận thế này. Tần Chỉ khi đó ngang ngược như thế nào, ở núi Côn Luân không ai có thể trị được Tần Chỉ ngoại trừ trưởng giáo. Có thể nói cả núi Côn Luân đều đang trong tình trạng bất ổn, Tần Chỉ đã đắc tội với rất nhiều người. Lúc này con trai của Tần Lâm đi thì không cần nghĩ cũng biết những người đó nhất định sẽ tính hết mọi thù hằn lên đầu Tần Lâm, đây mới chính là ý định thực sự của Tần Chỉ, ông muốn để Tần Lâm phải trải qua hết tất cả thì mới có thể thực sự trưởng thành. Đây chính là kẻ thù thực sự của thế giới. Hãy luôn đặt mình vào tình thế nguy hiểm, để anh thực sự trở thành một người mạnh mẽ. Núi Côn Luân không phải là nhà kính, sự cạnh tranh ở đó vô cùng khốc liệt, tranh đấu ở đó lại càng kinh khủng hơn. Vậy nên Tần Chỉ đã cân nhắc rất kỹ mới quyết định như vậy, không qua sóng gió thì sao có thể thấy được cầu vồng chứ? Vậy là anh định ném hết hận thù cho con trai của anh à, thủ đoạn này cũng cao tay ghê đấy. Hy vọng cậu ấy sẽ không hận ông già nhà anh, ha ha ha, anh cũng xấu xa quá đó Tần Chỉ. Sau khi Thương Lộc rời đi, Tần Chỉ mới một mình ngồi trước các bia mộ ở núi Bát Bảo, trong mắt hiện lên vẻ sáng ngời xen lẫn phức tạp. Lý do ông bảo Tần Lâm đi đến Côn Luân là vì ông không muốn nhìn thấy Tần Lâm một ngày nào đó sẽ không thể bảo vệ được những người xung quanh, thế giới đang vô cùng hỗn loạn, đặc biệt người càng mạnh thì càng biết được sự nguy hiểm gần kề. Sự va chạm giữa các nền văn minh lớn ngày càng trở nên gay gắt, không ai biết điều gì sẽ xảy ra. 20 năm trước, với thực lực của mình thì có lẽ ông đã có thể ổn định tình hình và làm cho mọi người khiếp sợ, nhưng bây giờ đã không còn như trước nữa rồi. Không ai biết kết cục sẽ ra sao. Sự xuất hiện của người Tam Tinh và sự dục dịch của Atlantis đều khiến cho Tần Chỉ vô cùng lo lắng. Bây giờ ông không còn gì bận tâm nữa, Tần Lâm và Tiêu Nghiên đều là những người ông quan tâm. Năm đó ông sẵn sàng đánh đổ cả vua chúa bởi vì ông không hề có bất kỳ lo lắng nào, nhưng giờ đây đã hoàn toàn khác, nếu ông không thực sự có năng lực thì ông nhất định sẽ bị đào thải. Bao nhiêu năm qua, những ân oán năm nào vẫn không hề thay đổi. Nhưng tất cả các thế lực lớn trên thế giới đều bắt đầu sự nỗ lực cuối cùng, vật tổ tận thế chính là một minh chứng rõ nhất. Cho dù là ai thì bọn họ đều muốn có được vật tổ tận thế, đều muốn hoàn thành công cuộc cứu cánh cuối cùng, mỗi một nền văn minh đều có lý do tồn tại của riêng mình, Tần Chỉ chưa bao giờ tranh luận với người Atlantis, cho dù bọn họ đã từng có một quá khứ huy hoàng nhưng tất cả cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Bây giờ là thế giới của nền văn minh nhân loại, đây là điều không thể thay đổi. Nhưng bọn họ vẫn muốn nền văn minh nhân loại phải đầu hàng dưới chân họ,
điều này thật nực cười làm sao, hơn nữa, quan trọng nhất chính là một khi Atlantis thực sự xuất hiện trong thế giới của nền văn minh nhân loại thì ranh giới sẽ hoàn toàn bị xé nát và gây ra tình trạng hỗn loạn. Cả Atlantis và nền văn minh nhân loại đều không dám thử. Nhưng thời gian dần trôi qua, mong muốn của bọn họ đối với vật tổ tận thế ngày càng mạnh mẽ hơn, cuối cùng họ lại muốn có được vật tổ tận thế để thỏa mãn sự chinh phục và khao khát của mình đối với thế giới này. Mỗi nền văn minh đều có tín ngưỡng riêng, không phải nền văn minh Atlantis, Tam Tinh hay nền văn minh Maya không nên tồn tại trên thế giới, mà thời đại của chúng đã qua đi và không nên tiếp tục nữa, thời đại của bọn họ căn bản đã dần già đi, từ từ trở thành những ký ức của thời đại, sao lại không chịu đồng ý cơ chứ? Nhưng bọn họ đã chọn chiến đấu để đi ngược lại ý trời, nền văn minh của hàng tỷ con người vốn không còn là thứ mà họ có thể thay đổi chỉ bằng một lời nói nữa rồi. Thế giới này hiện tại chứa đầy lỗ hổng, Tần Trì cũng không chắc mình có thể sống tiếp trên cõi đời này hay không, thì làm sao có thể đảm bảo được cho vợ con đây? Vậy nên Tần Trì mới muốn để cho Tần Lâm lớn mạnh hơn nữa thì mới có cơ hội thay đổi, đừng đợi đến lúc tai họa mới lực bất tòng tâm. Nếu như bản thân có chút năng lực để thay đổi thì có lẽ thế giới sẽ càng trở nên tươi đẹp hơn. Có lẽ Tần Trì đã suy nghĩ rất kỹ, ông tin Tần Lâm nhất định sẽ mạnh mẽ hơn mình, đây chính là sự tự tin cùng kỳ vọng dành cho anh. Núi Côn Luân đã từng là nơi ông tầm sư học nghệ, và đó cũng sẽ là nơi mang theo những khao khát trong tương lai của con trai ông. Chỉ cần con bình an là đủ. Đây chính là nỗi canh cánh của một người làm cha. Sau khi Tần Trì xuống núi Côn Luân rồi dấn thân vào thế cục, trở thành thần hộ mệnh cho cả Hoa Hạ, ông đã không còn cách nào khác, đời người như cọng cỏ, cả cuộc đời ông đã giao hết cho Hoa Hạ, giao hết cho mảnh đất yêu quý này. Nhưng đối với Tần Lâm mà nói, tất cả chỉ mới là bắt đầu, núi Côn Luân chắc chắn sẽ trở thành bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Tần Lâm biết mình nhất định không thể đem chuyện nữ nhi tình trường theo, không biết chuyến đi lần này kéo dài bao lâu. Nhưng Tần Lâm sẽ không để bố mình thất vọng. Phái Côn Luân đại diện cho đỉnh cao của môn phái võ thuật cổ truyền của Hoa Hạ, nên Tần Lâm cũng mang theo tấm lòng thành kính khi đến môn phái này. Tần Lâm gọi điện cho Tạ Hồng Mai. Chấm. Có lẽ anh phải đi một chuyến xa nhà, mà lần này phải đi một mình. Tạ Hồng Mai hỏi, trong lòng hơi thấp thỏm, bởi vì giọng của anh vô cùng nghiêm trọng. Em không thể đi sao? Tần Lâm nghiêm túc nói. Không được. Đợi anh trở về. Vâng. Tạ Hồng Mai cũng không hỏi nhiều, cô ấy sẽ không khiến Tần Lâm khó xử. Lần này Tần Lâm dặn cô ấy trước một tiếng cũng có nghĩa anh không ra đi tìm đường cứu nước. Cho dù 10 năm hay 20 năm, em cũng sẽ đợi anh. Tạ Hồng Mai cúp máy, trong mắt lấp lánh ánh sao, cho dù Tần Lâm đi bao lâu, lòng cô ấy vẫn không đổi. Bởi vì Tần Lâm không phải Bạch Thiếu Đình, anh sẽ không vô duyên vô cớ bắt cô đợi chờ một mình. Hơn nữa cô biết Tần Lâm có chuyện lớn, chuyện này đều vì cứu nước cứu dân, chứ không phải thứ người bình thường có thể sánh bằng. Có lẽ anh không muốn cho cô biết là có nguyên do của anh. Sau khi tạm biệt Tạ Hồng Mai, anh liền rời đi. Vết thương của mẹ và Trúc Linh Linh tạm thời không đáng ngại, nhưng Tần Lâm biết lần này mình ít nhất cũng phải đi hơn một năm. Chuyến đi đến núi Côn Luân này, anh không có nhiều thời gian, nhưng một năm này Tần Lâm có thể học được bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của chính mình. Tần Lâm cầm phong thư trong tay, bên trên viết kính gửi sư phụ Huyền Cảnh. Đây là thứ Tần Trì đã đưa cho anh. Tần Lâm biết đây chính là thư giới thiệu, trong lòng anh tràn ngập hứng khởi. Anh lên đường đi thẳng đến núi Côn Luân. Ba lần đến núi Côn Luân, lần này khác hoàn toàn hai lần trước, Tần Lâm mang theo tinh thần hiếu học đến đây. Hơn nữa nơi anh đến không phải nơi cung điện băng Côn Luân được đặt. Núi Côn Luân rất lớn, trải dài cả 800 dặm. Vậy nên chuyến đi lần này đến phái Côn Luân của Tần Lâm mặc dù không phải đi qua sông băng vô tận nhưng cũng là nơi cực rét, hơn nữa còn nằm trong vùng núi cao sâu thẳm, vực dốc thẳng đứng, nguy hiểm chết người. Ở đây không có đường, chỉ có tuyết dày và sông băng, xung quanh là vực sâu vạn trượng, hiểm nguy bủa vây, căn bản không có người, không có lấy bóng dáng của chim muông thú vật, như vậy đủ thể đoán được, nguy hiểm của chuyến đi đến phái Côn Luân này khiến người ta khiếp sợ đến nhường nào. Tần Lâm cũng hao tâm tổn sức mới tìm được sơn môn sao của phái Côn Luân, cần phải biết thực lực của anh nằm trong top đầu bảng rồng, để đến được đây cũng phải tốn biết bao sức lực, cho dù có là cao thủ bảng hổ cũng không có tư cách đặt chân đến đây. Sao sơn môn là cổng chùa, viện.
Vì chùa viện ngày xưa phần nhiều được xây ở chốn rừng núi thâm u nên cổng chùa và cả ngôi chùa nói chung được gọi là sơn môn cửa núi cũng gọi sơn tự chùa núi. Ngày nay, các chùa viện lớn tuy được xây cất ở đồng bằng, thị trấn, thành phố cũng vẫn được gọi theo lệ xưa là sơn môn. Sau khi vượt qua núi non trùng điệp, Tần Lâm cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ở nơi núi cao sâu thẳm, anh cuối cùng cũng đã tìm được sơn môn, cũng chỉ là địa chỉ mà bố bảo. Đường núi quanh co, ngoằn ngoèo dốc đứng, đường đến đây đúng là vô cùng gian nan. Cửa của sơn môn không lớn, chỉ là một cánh cửa không cao đến 2 trượng, bên trên còn viết 2 chữ Côn Luân rất lớn, nét chữ vừa mềm mại vừa rắn giỏi, vô cùng dễ thấy, nhìn qua có cạnh có góc, không biết là điêu khắc hay là dùng kiếm khắc lên. Sau khi Tần Lâm đi vào trong, anh mới thấy được trong lòng núi, giữa 2 ngọn núi giao nhau có mấy hang động được giấu kín, xung quanh thậm chí chẳng có tung tích của con người. Nơi này còn cao trên 4.000 mét, không khí rất loãng, cực kỳ lạnh, xung quanh cho dù có là trực thăng thám hiểm bay qua thì chắc cũng không phát hiện được vùng đất bí ẩn này. Đương nhiên khí hậu ở nơi này cũng không phù hợp để máy bay bay qua, núi Côn Luân được mệnh danh là vùng đất chết, nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi, vì vậy nên chỉ có người có thể đi bộ đến, nhưng nếu có thể đến được thì năng lực chẳng khác gì rồng phượng. Nơi đây hiếm có vết tích của con người, không có lấy một hộ dân cư nào. Chỉ có sơn môn chẳng lấy gì là hùng vĩ này, khiến cho Tần Lâm cảm nhận được một chút hy vọng. Mình cuối cùng cũng không tìm sai chỗ. Anh là ai? Sao lại đến đây? Một giọng nói trầm thấp vang lên, khiến Tần Lâm giật mình quay đầu nhìn lại. Tần Lâm sững sờ, hóa ra là một thiếu nữ 17-18 tuổi, cô gái trông yểu điệu, mặc áo bông màu xanh, trông rất khéo léo, buộc tóc đuôi ngựa, trông có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái. Cô có gương mặt trái xoan. Trông hoạt bát, gò má hồng hồng, ánh mắt kiêu ngạo tràn đầy tò mò, trong ánh mắt, sóng gợn lăn tăn, tràn đầy khí tức linh động. Cô gái đầy vẻ hoài nghi, tức giận nhìn Tần Lâm, rõ ràng cô khó chịu với vị khách không mời mà đến này. Tần Lâm nói thẳng vào vấn đề. Tôi đến để học nghệ. Cô gái rõ ràng sững sờ, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc khó có thể tin nổi, không phải cô chưa từng nhìn thấy người đến Côn Luân xin học nghệ, nhưng một mình đến như vậy. Hơn nữa không có cao thủ dẫn đường thì khó vào được nơi đây. Côn Luân được mệnh danh là một trong những môn phái võ thuật cổ truyền lớn nhất Hoa Hạ, không phải thứ mà ai cũng có thể vào được. Hơn nữa có thể đến đây cũng không dễ dàng gì, núi Côn Luân ít dấu chân của con người, nơi đây không phải nơi người thường có thể đặt chân đến. Cô gái bĩu môi, tỏ vẻ tinh nghịch, vô cùng nghi ngờ Tần Lâm. Vậy một mình anh đến đây à? Tôi không tin. Tần Lâm hỏi ngược lại. Tôi thực sự đến để xin học, tôi đã phải trải qua 100.000 đắng cay mới đến được nơi này. Cô là ai? Dựa vào gì mà hỏi tôi? Diệp Như Tuyết kiêu ngạo nói. Tôi là đệ tử của Côn Luân, đương nhiên có thể hỏi anh. Tần Lâm cười nói. Tôi không tin. Diệp Như Tuyết vội la lên. Tôi thực sự là đệ tử của Côn Luân, anh đừng có bắt bẻ lời tôi, anh mau đi đi, đừng để tí nữa đại sư huynh nhìn thấy thì huynh ấy không tha cho anh đâu. Tần Lâm kiên định nói. Đại sư huynh là ai? Tôi muốn gặp anh ta, tôi đã bảo tôi đến đây để xin học, chứ không có ý định đi, muốn đi thì cô đi đi. Diệp Như Tuyết hơi sửng sốt, dở khóc dở cười mà nói. Tôi đi đâu, nơi này là nhà của tôi. Tần Lâm kiên quyết nói. Vậy tôi cũng không đi, tôi đến để xin học nghệ, khó khăn lắm mới đến được đây, cô mau tiến cử tôi đi. Diệp Như Tuyết nhíu mày nói. Ủa anh bị sao vậy, sao tôi phải nghe anh? Tần Lâm tỏ vẻ sao cũng được, bước về phía Diệp Như Tuyết. Vậy thì cô đi đâu tôi theo đó? Diệp Như Tuyết không ngờ người đàn ông trước mặt mình lại vô lý đến vậy. Anh đừng qua đây, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Tần Lâm cười nói. Vậy thì hai chúng ta so xem sao? Tôi sợ làm anh bị thương thôi, anh đừng có không biết tốt xấu. Diệp Như Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng. Anh thanh niên này mặc dù không đáng ghét nhưng tự phụ quá, người thế này đến núi Côn Luân học nghệ thì nhất định sẽ ăn đòn, cô phải dạy anh một bài học trước mới được. Tần Lâm nghiêm túc nói. Tôi không tin, cô mà thua thì làm sao? Tôi mà thua tôi sẽ đưa anh đi gặp trưởng giáo. Diệp Như Tuyết kiêu ngạo nói, sao cô có thể thất bại chứ? Người này trông chẳng giống cao thủ võ lâm gì cả, hơn nữa thực lực của anh sao bằng cô được, Diệp Như Tuyết nắm chắc phần thắng của trận chiến này. Cô vốn đang ngứa tay,
Vừa hay Tần Lâm cứ đụng vào họng súng, chắc chắn không thể bỏ qua cho anh được. Tần Lâm thề thốt nói. Không được, nếu cô bị thua, cô phải gọi tôi là anh trai tốt, nếu tôi thua, tôi sẽ đi xuống núi ngay. Nếu ngay cả một cô gái bé bỏng mà tôi cũng không đánh lại thì tôi cũng không cần học hành gì nữa. Được, quyết vậy, Diệp Như Tuyết vô cùng hiếu chiến, cô không sợ Tần Lâm là một trong những người có thiên phú nhất thế hệ trẻ của Côn Luân, thực lực bây giờ của cô có thể đánh bại mấy sư huynh của cô rồi, mà chỉ cần dùng một chưởng thôi. Dù sao cô cũng đang không có việc gì làm, chơi đùa tí với anh này, mấy sư đệ không đánh lại cô, mấy sư huynh thì không dám nặng tay. Lần nào cũng qua loa cho xong nên cô vô cùng khó chịu, lần này lại có một tên ngứa đòn đến, cô nhất định không tha cho anh. Vậy thì tôi phải đấu với cô một trận mới được. Tần Lâm cũng nổi hứng, hai người họ đối đầu với nhau, không ai chịu lùi bước. Có thể thấy được mặc dù Diệp Như Tuyết nhỏ tuổi, thậm chí còn trẻ hơn Tần Lâm mấy tuổi, nhưng thực lực của cô khiến Tần Lâm không dám khinh thường. Hừ! Diệp Như Tuyết kiêu ngạo hừ một tiếng. Tấn công trước, ép sát Tần Lâm. Sắc mặt Tần Lâm cùng vô cùng nghiêm trọng, anh cẩn thận lấy lui làm tiến, đối mặt với đòn đánh quyết liệt của Diệp Như Tuyết, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Thực lực của cô mạnh hơn Tạ Hồng Mai mấy bậc, mặc dù trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng chưởng này mà đánh xuống thì chẳng khác gì 3.000 đạo thiên lôi, cho dù có là Bạch Chiết lúc trước từng giao chiến với anh cũng chưa chắc chịu nổi. Người nhỏ sức lớn. Thực lực của Diệp Như Tuyết khiến Tần Lâm vô cùng khiếp sợ. Cô gái trông chân tay nhỏ bé thế này mà có sức lực kinh khủng khiếp đến thế, nếu mà là loại không có bản lĩnh thì chắc bị hạ gục rồi. Hai người liên tục giao chiến hơn 10 chiêu, cô gái càng đánh càng hăng, không ngờ Tần Lâm lại lợi hại như vậy, tiếp chiêu như nước chảy mây trôi, không có chiêu nào trúng được chỗ hiểm của anh. Mỗi chiêu của cô đều có sức nặng cả tấn nhưng Tần Lâm cứ thong thả như đi chơi, hai bên có thực lực tương đương. Diệp Như Tuyết vô cùng kinh ngạc. Khi hai người giao chiến chắc chắn sẽ dùng hết sức, đặc biệt là cô, lúc trước thường đánh với các sư huynh sư đệ còn sợ bọn họ không chịu được, bọn họ cũng không muốn nặng tay với cô, Thương Hương Tiếc Ngọc mặc dù là quân tử nhưng cô muốn chân chính thả tay đánh một trận, nhưng không ai dám tiếp. Nhưng bây giờ thì khác, khi đối mặt với tên người ngoài này, Diệp Như Tuyết vô cùng kích động, lần này nhất định phải khiến anh phục, cô cũng có thể vui vẻ đại chiến một trận. Tưởng tượng lúc ban đầu cũng khác. Khi giao chiến Tần Lâm thực sự khiến cô kinh ngạc, thực lực của tên này mạnh quá, chẳng trách anh có thể một mình đến núi Côn Luân xin học. Có điều nếu đã vậy cô càng phải dạy cho Tần Lâm một bài học. Tôi đánh anh tiếp, Tần Lâm dần hiểu rõ đường chiến thuật của Diệp Như Tuyết, thực lực của cô không hề đơn giản, cao thủ lục mạch, khí lực mạnh mẽ, cứ đánh tiếp như vậy đối với cô mà nói vô cùng ung dung, hiện nay anh cũng không thể nặng tay được, hai người đấu cũng khá khiếp sợ. Núi Côn Luân là một nơi ngọa hổ tàng long, Tần Lâm vô cùng kinh ngạc, chỉ là một cô bé mà có thực lực mạnh như vậy, cao thủ phái Côn Luân còn mạnh đến thế nào nữa đây? Cao thủ bát mạch, thậm chí mạnh hơn nữa. Trong lòng Tần Lâm đầy nghi hoặc, lúc này anh không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với Diệp Như Tuyết nữa, tốc chiến tốc thắng vẫn hơn, để cho cô thấy được anh mạnh thế nào là được. Tần Lâm xoay tay, bát cực lên trước, từng bước ép sát, nháy mắt chiếm được ưu thế. Dồn Diệp Như Tuyết vào trong góc. Hình như cô không phải đối thủ của tôi. Tần Lâm cười nói. Cút. Diệp Như Tuyết hừ một tiếng, lật tay liên hoàn đánh, trưởng như điện, mạnh mẽ dị thường, mặc dù là phụ nữ nhưng lại là cao thủ lục mạch, thực lực thế này đúng là đáng sợ. Diệp Như Tuyết mạnh mẽ tấn công, Tần Lâm thì bất động như núi, lấy tiến làm lui, lấy yếu đánh mạnh, chiêu thức của hai người càng ngày càng nhanh, còn Diệp Như Tuyết đã tiến vào thiết tấu của Tần Lâm. Trở nên càng ngày càng khó, mỗi bước của Tần Lâm dường như đều có thể rát mũi Diệp Như Tuyết, khiến cô buồn bực, mặt phủ đầy sương tuyết, vô cùng khó coi. Diệp Như Tuyết không thể nào tin nổi Tần Lâm lại mạnh như vậy. Tuy nhiên Tần Lâm lại vô cùng cẩn thận, vô cùng tự tin, cô gái đáng yêu như vậy dù sao anh cũng thương hoa tiếc ngọc. Tần Lâm dùng một tay tóm lấy, lật tay ép Diệp Như Tuyết lại, tư thế vô cùng mờ ám, có điều khiến cô không động đậy nổi. Tần Lâm nói. Cô thua rồi. Diệp Như Tuyết nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ hồng lên, bị Tần Lâm ép như vậy cảm thấy vô cùng bực bội. Tôi không thua. Diệp Như Tuyết nhỏ giọng nói, nhanh chóng xoay người, kim thiền thoát xác, thoát khỏi vòng tay của Tần Lâm, trở tay đánh trả lại giao chiến cùng Tần Lâm. Tần Lâm không hề tức giận, phòng thủ nghiêm ngặt, bước chân của cô ngày càng loạn, bởi vì bị Tần Lâm chế trụ nên cô càng ngày càng khó chịu, ngay cả chiêu thức trong tay cũng loạn dần.
Cô chưa từng bị một người đàn ông bắt nạt đến vậy, Tần Lâm vừa mới đè cô lại, khiến cho Diệp Như Tuyết nổi giận, tim đập thình thịch. Cô cũng không ngờ mình hoàn toàn bị Tần Lâm đè bẹp đến mức không ngẩng được đầu lên như vậy, vậy nên cô chỉ muốn phản đòn. Cô nhất định không thể để mình thua thảm đến vậy, như vậy thì chẳng phải mất hết mặt mũi của phái Côn Luân sao? Diệp Như Tuyết khẽ kêu, không ngừng tung chiêu, thân thủ như vậy chắc chắn có thể xếp vào hạng trung bảng rồng. Nhưng Tần Lâm đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Như Tuyết, hơn nữa mỗi bước đều nhìn thấu được, thủ đoạn của Diệp Như Tuyết còn không bằng lúc nãy, bản thân cô vô hình trung bị Tần Lâm ép sát mà còn hồn nhiên không biết. Lại thêm 10 chiêu nữa, Tần Lâm tìm thời cơ, đối mặt với Diệp Như Tuyết luôn ở trạng thái tấn công, anh tung một đòn tấn công thế tựa như núi khiến cô phải lùi mấy bước, Tần Lâm lại càng hăng hái, một quyền đánh chết bậc cao thủ, đối mặt với đòn công kích như cuồng phong của Tần Lâm, Diệp Như Tuyết hoàn toàn thất bại. Mà lần này cô lại bị Tần Lâm đè lên cơ thể, không động đậy nổi, cho dù có tháo khớp phản đòn cũng không làm được gì. Tần Lâm cười nói, cô gái này tính cách năng động thật, thực lực cũng mạnh, vô cùng quật cường. Lúc này thì sao, còn không mau thừa nhận là cô thua. Diệp Như Tuyết khóc mà nói, anh hoàn toàn không ngờ cô không đánh lại mình nên bắt đầu chơi chiến thuật tâm lý. Thua thì thua, anh đè tôi làm gì, thả ra, hu hu hu. Anh bắt nạt tôi. Tôi mách mẹ. Hu hu hu. Mặt Diệp Như Tuyết đầy nước mặt, nghiến răng nghiến lợi, mặt mày nóng bừng, Tần Lâm không để ý đến nam nữ thụ thụ bất thân, lại còn khiến cho cô trở nên khó coi như vậy, mất mặt quá. Buông Như Tuyết ra. Một tiếng quát vang lên bên tai Tần Lâm, một bóng người chạy nhanh đến, tung một chưởng đánh về phía Tần Lâm, anh nhíu mày, lùi về sau một bước theo bản năng, buông Diệp Như Tuyết ra. Nhưng khí thế của người này không hề giảm. Quyền trưởng vẫn đan sen, nhanh chóng đánh xuống, khí thế kinh người khiến Tần Lâm khiếp sợ. Mạnh ghê! Lòng Tần Lâm nổi lên sóng gió, mặt mày nghiêm trọng, thực lực của tên này không hề kém anh, hai người tung quyền vào nhau, vô cùng kịch liệt, bừng bừng khí thế, ngay cả Diệp Như Tuyết đứng bên quan sát trận chiến cũng sững sờ, không ngờ trận chiến của hai người lại đặc sắc đến vậy. Diệp Như Tuyết xem mà kích động, quyền đấm vào da thịt, huyết tính ngập trời, đây mới là đối đầu thật sự. Lòng hiếu thắng của Tần Lâm cũng bừng dậy, hai người không ai chịu lùi lại, quyền trưởng đan sen, chẳng khác gì sấm rền gió giật. Anh thanh niên kia vô cùng kinh ngạc, thực lực của anh ta đương nhiên là mạnh, nhưng tên này có thể tiếp được nhiều chiêu của mình như vậy mà không hề lép vế, nhất thời trận chiến giữa hai người đàn ông nổ ra. Mặc dù không hẳn là trận chiến tranh đoạt tình nhân, nhưng hai người cũng ra tay vì một cô gái, lúc này đương nhiên không ai chịu lùi lại. Ý chí chiến đấu của Tần Lâm sôi sục, cao thủ của Côn Luân quả nhiên không tầm thường, nhưng lần này mình đến không phải để làm bia ngắm cho mấy người này. Chiêu nào chiêu nấy của Tần Lâm đều hiểm ác, từng bước ép sát, tay anh liên tục kết ấn, cửu tự chân ngôn, mạnh mẽ đánh ra, kéo theo sấm chớp, cuồn cuộn lao tới. Bất động minh vương ấn, cút cho tôi, Tần Lâm đánh ra một ấn, một luồng sức mạnh vô hình lập tức đè ép xuống, ấn quyết như gió, anh thanh niên kia cũng theo về sau theo bản năng. Mặt mày nghiêm trọng, sức mạnh của ấn quyết này quá kinh khủng, anh ta chưa từng nghe tới. Đùng, đùng, đùng. Anh thanh niên kia trúng bất động minh vương ấn của Tần Lâm, lùi lại mấy bước, mắt anh ta trợn tròn, nổi giận. Mặt mũi thế này thì mất hết, ở trước mặt sư muội Như Tuyết mà bị tên này ép lui, đúng là quá mất mặt. Triệu Vô Cực mặt đầy lửa giận, xoay người rút kiếm, đâm thẳng Tần Lâm, trong ánh mắt khó giấu sát khí. Vốn cho rằng chỉ là so tài thôi, không ngờ Triệu Vô Cực lại rút kiếm, Diệp Như Tuyết nhất thời giật mình, có vẻ như Triệu Sư Huynh thật sự muốn giết Tần Lâm thật. Triệu Sư Huynh, đừng! Diệp Như Tuyết hét một tiếng, nháy mắt ra tay, chắn trước mặt Tần Lâm. Sắc mặt Triệu Vô Cực trầm xuống, tức giận nhìn Diệp Như Tuyết. Triệu Vô Cực tức giận hét lên. Lúc nãy hắn với bỡn cợt em, chẳng nhẽ em muốn tha cho tên này sao? Mặt Diệp Như Tuyết đỏ lên. Nghiến răng nghiến lợi nói. Anh nhầm rồi sư huynh, hai chúng em chỉ so tài thôi, không như anh tưởng tượng đâu. Tần Lâm không ngờ, Diệp Như Tuyết này trắng đen rõ ràng, mặc dù thua mình nhưng không hề cậy thế bắt nạt người khác, thậm chí còn chắn trước mặt mình khiến anh vô cùng kinh ngạc. So tài, rõ ràng hắn đùa bỡn em, loại yêu dâu xanh thế này để lại thì có tác dụng gì? Giết hắn mới có thể trả mối hận trong lòng, em không cần để ý, Như Tuyết giao cho anh là được. Anh nhất định phải chặt cái tay này của hắn xuống.
Triệu Vô Cực vẫn kiên định như cũ, thủ sẵn thế, đâm thẳng vào Tần Lâm. Diệp Như Tuyết cười gượng nói. Anh thật sự hiểu lầm rồi Triệu Sư Huynh, năng lực của em không bằng người ta nên bị anh ta chế ngự, chứ không như anh tưởng tượng đâu. Triệu Vô Cực cười khẩy nói. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống thì khó thoát, anh phải chặt cánh tay của hắn mới được, chỉ giữ lại cái mạng chó cho hắn thôi. Diệp Như Tuyết tức đến mức dậm chân. Triệu Sư Huynh, nếu anh ra tay, em sẽ đi mách sư phụ. Em, nhắc đến sư phụ, vẻ mặt của Triệu Vô Cực hơi dịu lại, có điều khi nhìn thấy Tần Lâm anh ta lại nổi giận. Diệp Như Tuyết cười gượng nói. Anh đừng dọa người ta đến đây để học nghệ, biết đâu sau này mọi người lại trở thành sư huynh sư đệ. Triệu Sư Huynh, anh kích động quá rồi, em thực sự không sao mà, cảm ơn anh. Tần Lâm cười khẩy nói. Có vẻ như thực lực của cậu cũng chỉ đến thế mà thôi. Trên Côn Luân chắc toàn rác rưởi như cậu nhỉ. Mày! Triệu Vô Cực siết chặt nắm đấm, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Triệu Vô Cực và Tần Lâm nhìn nhau, chiến ý vạn phần. Mày thực sự nghĩ rằng mày có thể nắm phần thắng sao? Nếu không phục thì chúng ta đại chiến 300 hiệp. Xem ai nhận thua trước thì người đấy phải gọi người kia là ông nội. Anh ghét nhất là Tần Lâm đùa bỡn Diệp Như Tuyết. Trong mắt anh ta Diệp Như Tuyết là nữ thần của anh ta, là tiểu sư muội mà anh ta thích nhất, cô như bông hoa sen vậy, chỉ có thể ngắm mà không thể sờ. Nhưng hôm nay lại thấy Tần Lâm đối xử với Diệp Như Tuyết như vậy, anh ta sao có thể không nổi giận. Anh ta chỉ muốn cắt Tần Lâm thành 8 miếng để thỏa nỗi hận trong lòng. Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, anh này, anh thực sự đến Côn Luân của chúng tôi để xin học sao, vậy thì anh phải có người giới thiệu. Côn Luân chúng tôi không chấp nhận người ngoài. Diệp Như Tuyết nhìn Tần Lâm, mặc dù anh hai lần áp chế cô, hơn nữa còn làm mấy động tác thân mật, nhưng Diệp Như Tuyết không phải người vô lý. Cô gọi tôi bằng gì, tôi chưa nghe rõ. Tần Lâm sững sờ, cười nói, cố ý đùa để xem vẻ mặt của Diệp Như Tuyết. Anh! Mặt Diệp Như Tuyết đỏ bừng lên, Triệu Vô Cực ở bên nghe mà trầm mặc. Tần Lâm kinh ngạc nhìn Diệp Như Tuyết. Nói đi! Chẳng nhẽ cô định không nhận thua sao? Diệp Như Tuyết trầm giọng nói được làm được, cô chưa từng nói dối. Tôi không làm vậy. Làm người phải thành thật giữ chữ tín, đây là điều cha mẹ dạy cho cô, không thể nói không thành có được. Một lời hứa nặng cả ngàn vàng, thế mới là người đứng đầu thiên hạ. Diệp Như Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói, mặt đỏ bừng lên, nước mặt trực rơi. Anh trai tốt, vậy anh nói đi, rốt cuộc ai giới thiệu anh đến? Triệu Vô Cực giận không kìm được, anh ta hận không thể xé Tần Lâm ra, không biết tên khốn khiếp này đã cho tiểu sư muội uống mê hồn dược gì. Anh trai tốt, em chưa bao giờ gọi anh là anh trai tốt cả, không ngờ em lại gọi một người xa lạ là anh trai tốt ư. Trái tim Triệu Vô Cực như vỡ nát, Tần Lâm này đúng là một tên mặt người dạ thú mà. Muốn đến Côn Luân học nghệ lại còn muốn cướp đi tiểu sư muội sao? Không được, tuyệt đối không được. Nếu tên này được vào Côn Luân thì chẳng phải sẽ hỏng chuyện sao? Mình sẽ bị hắn chọc giận đến chết mất. Nhưng Triệu Vô Cực cũng biết Tần Lâm này không hề đơn giản. Trong trận chiến vừa rồi, anh đã thể hiện thực lực và tài năng khác hẳn người thường, chắc chắn là thiên tài nghìn năm có một. Mặc dù Triệu Vô Cực không thích Tần Lâm, nhưng anh ta không thể phủ nhận sức mạnh của anh được. Thư giới thiệu đây. Tần Lâm nói, sau đó lấy ra lá thư giới thiệu mà bố đã đưa cho anh. Để tôi xem thử. Triệu Vô Cực bước tới, muốn giật đi lá thư giới thiệu của Tần Lâm, mục đích của anh ta rất rõ ràng, đó chính là muốn xé lá thư giới thiệu kia, sau đó xem thử Tần Lâm sẽ dùng cách gì để vào được Côn Luân, cho dù là ai giới thiệu đi nữa thì anh cũng chỉ có một mình mà thôi, ai mà thèm tin chứ. Sao Tần Lâm lại có thể cho anh ta cơ hội như vậy chứ, anh lập tức lùi lại một bước, làm cho Triệu Vô Cực với tay ra nhưng chỉ bắt lấy được không khí. Cậu muốn đọc thư giới thiệu của tôi sao? Chưa đủ tư cách đâu. Tần Lâm cười nói. Muốn chết à? Triệu Vô Cực nói xong liền định tấn công Tần Lâm thêm lần nữa, thanh kiếm trong tay anh ta cũng đã sẵn sàng. Lui xuống. Một tiếng quát đột nhiên vang lên, ngay lập tức khiến Triệu Vô Cực và Diệp Như Tuyết hốt hoảng. Một người đàn ông trung niên mặc áo dài xanh lam bước đi chậm rãi, trong mắt ánh lên vẻ khác thường. Giống, rất giống, mũi, mắt, lông mày. Ánh mắt, ha ha ha. Thật thú vị. Người đàn ông trung niên với mái tóc dài buộc sau đầu trông rất gầy và lạnh lùng,
ánh mắt có chút bông đùa khiến cho Tần Lâm cảm thấy khó đoán. Cậu là con trai của Tần Chỉ đúng không? Người đàn ông trung niên nói. Tần Lâm sững ra một lúc rồi gật đầu, không ngờ còn chưa kịp lấy thư giới thiệu thì đã có người nhận ra mình rồi, hình như bố mình ở Côn Luân cũng có chút danh tiếng nhỉ. Tần Chỉ là ai? Không có người giới thiệu thì cậu ta đừng hòng bước vào Côn Luân nửa bước. Thất sư thúc phải xem qua thư giới thiệu của cậu ta. Triệu Vô Cực không cam tâm, còn về việc Tần Chỉ là ai thì anh ta càng không biết. Đưa thư cho ta. Ngộ Diên điềm đạm nói. Bố tôi nói bức thư này phải được đưa cho trưởng giáo. Tần Lâm đưa thư cho Ngộ Diên, sau đó ông ta lập tức xé thư ra. Sư phụ còn đang bế quan, đưa cho ta cũng vậy thôi. Ngộ Diên lạnh lùng liếc Tần Lâm một cái, sau đó mở thư ra thì chỉ thấy có 4 ký tự lớn, thậm chí còn ít hơn chữ trên phong thư. Tống tử Côn Luân sao? Sao gửi con trai đến Côn Luân? Ngộ Diên lẩm bẩm, Tần Chỉ này vẫn ngông cuồng ngang ngược như trước kia. Nhưng nếu muốn vào Côn Luân thì chỉ có ông mới có thực lực này. Vỏn vẹn mấy chữ, người không đến nhưng chữ lại đến rồi. Đi theo ta. Ngộ Diên nhìn Tần Lâm hồi lâu, ông ta cũng biết Tần Lâm có ý đến đây học nghệ, hơn nữa thực lực cũng không hề tầm thường, có lẽ là Tần Chỉ đã dạy cho anh. Tần Lâm gật đầu. Lúc này sắc mặt của Triệu Vô Cực lập tức trở nên vô cùng khó coi, nhưng Diệp Như Tuyết thì hoàn toàn ngược lại, trong mắt cô có chút vui mừng, lẽ nào từ giờ cô lại có thêm một tiểu sư đệ rồi sao? Diệp Như Tuyết vô cùng có thiện cảm với Tần Lâm, chỉ cần anh dám thực sự chiến đấu với mình thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất của cô, ở Côn Luân chưa từng có ai đồng ý đấu hết mình với cô cả, vậy nên Diệp Như Tuyết mới luôn cảm thấy buồn bực. Triệu Vệ Cực hung hăng nhìn chằm chằm vào Tần Lâm. Hai người giống như kiểu không chết không thôi, nhất định anh ta không thể để cho Tần Lâm có cơ hội được. Côn Luân không phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, còn ngây ra đó làm gì chứ? Đi mau nào, Triệu Sư Huynh, Diệp Như Tuyết vỗ vai Triệu Vô Cực, sau đó nhanh chóng đi theo Thất Sư Thúc và những người khác. Tần Lâm đi theo Ngộ Diên vào nơi sâu nhất của ngọn núi, đó là một đại điện rất nguy nga, được xây dựng ở lưng chừng núi, ở chính giữa tràn ngập linh khí của gió tiên. Cao khoảng 500 mét, có cầu thang lên xuống núi ở hai bên, xung quanh không còn thứ gì khác. Chính điện vô cùng bề thế, tạo cho người ta cảm giác thâm sâu khó lường, lưng chừng núi cao hàng trăm mét quả thực vô cùng kinh ngạc và huyền bí. Ở đây có mây bay, làn gió sảng khoái, làm cho cảm giác phía trên đại điện càng thêm rõ rệt. Bởi vì nơi này có độ cao hàng nghìn mét, đại điện phía trên núi vô cùng kỳ bí, hết sức tráng lệ và làm người ta say mê. Các công trình kiến trúc cổ đều ở hai bên núi, trên tường đá có nhiều cửa động, đó chính là nơi ở của đệ tử Côn Luân. Chỉ có điều đại điện này khiến cho Tần Lâm hết sức kinh ngạc, không khỏi làm anh cảm thán. Vị trí Côn Luân tọa lạc rất hiếm thấy, đại điện này dường như ở giữa núi, như thể mọc lên từ bụng núi, nếu như đây là thật thì quả là một công trình kỳ diệu, so với cung điện băng Côn Luân anh đã từng thấy dưới lòng đất thì xem ra nơi này cũng không kém cạnh mấy. Ngay khi bước đến đại điện thì anh đã ở trên bậc đá ngàn tầng rồi, Tần Lâm bỗng cảm thấy một luồng khí sảng khoái tràn đầy xông thẳng vào mặt, khiến anh cảm thấy thư thái và vui vẻ, giống hệt như gân cốt tứ chi đều được khai thông vậy. Tần Lâm sửng sốt, Côn Luân này còn hơn hẳn so với những gì anh tưởng tượng, đại điện lưng chừng núi này thật khiến cho người ta kích động. Trước cửa có một cái chuông lớn, lúc này Ngộ Diên mới cầm chiếc mõ gỗ rồi đánh vào chuông. Bong! Bong! Đột nhiên, trong các cửa động đều có người thò đầu ra hóng hớt, tự hỏi không biết là ai đến. Lại có người đến Côn Luân bái sư nữa sao? Này, ai mà biết được, xem ra chúng ta sắp có một tiểu sư đệ khác rồi đó. Chưa chắc đâu, cậu nghĩ là ai cũng có thể ở lại Côn Luân sao? Nếu tài năng quá kém thì sẽ bị đuổi ra ngoài, Côn Luân chúng ta không phải là nơi gom rác đâu. Nói vậy cũng đúng. Cơ nghiệp kế thừa nhiều năm của Côn Luân cũng chỉ có mấy chục người mà thôi, có thể nói là hoàn mỹ. Các người nhìn xem, tiểu sư muội và Triệu sư huynh cũng ở đây này, xem ra không hề đơn giản đâu. Vậy nên mới nói hàng năm đều có người muốn đến Côn Luân học nghệ, nhưng gần như 99% bị đuổi đi. Lần này có vẻ khác đấy, tôi thấy thanh niên này có vẻ không tầm thường. Thất sư thúc đã thực sự đánh chuông tập sự rồi. Từ trước đến nay có mấy ai đến học nghệ mà đánh qua chuông tập sự đâu chứ? Xem ra người tới lần này thân phận hoặc thực lực thật không đơn giản chút nào.
Dù gì thì Côn Luân bọn họ cũng sẽ trở nên sôi nổi, mỗi khi xuất hiện đệ tử mới thì chắc chắn sẽ có không ít trò hay. Một khi tiếng chuông tập sự vang lên, ắt hẳn là có chuyện lớn. Ngay lúc này, bên hông đại điện bỗng có mấy bóng người đi tới, tất cả đều là áo dài màu lam, trông hết sức điềm tĩnh. Cả ba người đều rất mạnh mẽ, tràn đầy khí thế toát ra. Họ đứng đó như một ngọn núi, không sao với tới được. Nhưng không thể nhìn ra được chút vết tích của sức mạnh nào, càng không có cảm xúc, ba người này trông vô cùng đáng sợ. Đây là điểm mà Tần Lâm rất chắc chắn. Ba người bọn họ nhìn thấy Tần Lâm xong liền sửng sốt và kinh ngạc, rõ ràng bọn họ có ấn tượng rất sâu về bố anh Tần Trì, cho nên ngay khi nhìn thấy Tần Lâm thì bọn họ cũng không cần người khác giới thiệu làm gì nữa, lập tức nhận ra được thân phận của anh. Thưa ba vị sư huynh, sư phụ còn đang bế quan, vậy nên sư đệ đã quyết định chuyện này. Ngộ Diên điềm nhiên nhìn ba người bọn họ, sau đó thấp giọng nói. Tần Lâm đưa mắt nhìn về phía ba người, ánh mắt bọn họ cũng nhìn anh với vẻ áp chế vô hình, điều này làm anh cảm thấy có chút khó thở. Ai trong ba người này đều mạnh hơn mình? Tần Lâm không còn nghi ngờ gì nữa, tuy không chắc thất sư thúc có đủ sức chiến đấu hay không, nhưng ba người này rõ ràng mạnh hơn anh rất nhiều, chống lại bọn họ thì chỉ có thập tử nhất sinh mà thôi. Mấy người này nhất định là những kẻ mạnh đứng đầu trong thiên hạ, cho dù có là hạng một bảng rồng cũng không là cái thá gì, so với Long Phù Đồ thì chỉ có mạnh hơn. Đây mới chính là kẻ mạnh thực sự. Tần Lâm thoáng sững sờ, cao thủ thật đa phần thường ở ẩn, câu này xem ra hoàn toàn chính xác, anh không thể tưởng tượng được các cao thủ Côn Luân này đáng sợ như thế nào. Như Tuyết, Phô Cực, hai đứa còn ở đây làm gì? Một người lạnh lùng nhìn bọn họ, Diệp Như Tuyết lập tức sợ hãi. Còn Triệu Vô Cực lập tức tái mặt, sau đó bọn họ nhanh chóng lui xuống, sợ hãi không dám nói tiếng nào. Diệp Như Tuyết bĩu môi, cô vốn muốn ở lại xem một chút, Tần Lâm này có gì đó khác thường, người có thể làm cho thất sư thúc đánh chuông tập sự thì chắc chắn không phải chuyện bình thường, bây giờ ba vị sư thúc đều đến cả rồi, chắc chắn là có chuyện. Sư tổ đã bế quan, cho nên bây giờ ba vị sư thúc mới là người đưa ra quyết định. Sau khi Diệp Như Tuyết và Triệu Vô Cực lui ra, Diệp Như Tuyết liền nhìn Triệu Vô Cực một cách tò mò. Triệu sư huynh, anh nghĩ Tần Trì là ai? Hình như thất sư thúc có quen biết người đó. Bất kể là ai, tên này dám ra tay với em thì anh sẽ không bao giờ tha cho hắn. Triệu Vô Cực nghiến răng nghiến lợi nói, siết chặt nắm tay, đợi đến khi Tần Lâm gia nhập Côn Luân thì bọn họ nhất định phải đánh nhau một trận. Ôi dào, em nói rồi mà, Triệu sư huynh, anh ấy không bắt nạt em, hai bọn em chỉ đang mài giũa chút thôi. Mặc dù anh ấy hơi lúng túng nhưng em cũng đã thua rồi. Diệp Như Tuyết nói với vẻ bất lực, nếu như vì bản thân mà Triệu sư huynh xảy ra hiểu lầm với người mới thì Diệp Như Tuyết nhất định sẽ không thoải mái. Triệu Vô Cực gật đầu, nhưng trong lòng vẫn rất rõ ràng, bọn họ nhất định phải tính sổ một trận mới được. Nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc, dù gì thì Tần Lâm cũng sẽ không thoát khỏi kiếp nạn này đâu. Ngộ Diên đi theo ba vị sư huynh vào đại điện, Tần Lâm cũng theo sát ở sau. Đồ đạc trưng bày bên trong rất đơn giản, ở Côn Luân thờ Tây Vương Mẫu, đó là một pho tượng khổng lồ bằng vàng linh thiêng đặt trong chính điện, còn ngay lúc này, ba người đàn ông khoảng tầm 60 tuổi đều đang ngồi trên đệm hương bồ. Trong đại điện không có gì khác thường, cũng không có một bóng người, chỉ có mấy người bọn họ mà thôi, theo như Ngộ Diên nói thì sư tổ còn đang bế quan, cho nên mọi việc ở Côn Luân đều giao hết cho ba vị sư thúc sư bá lo liệu. Ngộ Diên đưa bức thư cho ba vị sư huynh. Sau khi xem xong, ba người lập tức thay đổi sắc mặt. Sư bá hơi mập mạp ở đầu gượng cười bất lực, nhưng sư bá ở giữa lại ảm đạm không vui, rồi lại nhìn Tần Lâm với vẻ đầy nghi hoặc, thậm chí còn có chút bất mãn, còn người cuối cùng lại không thể hiện cảm xúc. Hay cho câu tống tử Côn Luân, ha ha ha, Tần Trì vẫn kiêu ngạo như vậy, thật sự coi Côn Luân là địa bàn của mình sao? Giọng Diệp Toàn Cơ lạnh như băng, sắc mặt ảm đạm nhìn chằm chằm vào Tần Lâm. Anh có thể cảm giác được vị sư bá ở giữa rất bất mãn với mình, hơn nữa còn với cả bố, bầu không khí cũng hết sức ngột ngạt. Về phần Ngộ Diên, lúc này ông ta vẫn giữ thái độ điềm nhiên, Tần Lâm nhất thời cũng cảm thấy bối rối, người này có chút đối chọi gay gắt, có lẽ là có hận thù gì đó với bố. Tôi đến đây là để học nghệ, không phải đến để bị ông sỉ nhục, cho dù có ân oán hận thù giữa ông và bố tôi thì ông cũng không nên đẩy lên người tôi, ông cho rằng mình lợi hại lắm sao? Nếu ông có bản lĩnh thật sự thì có thể đi tìm bố tôi báo thù, chứ ở đây khoe khoang làm gì?
Tôi vốn tưởng Côn Luân là thánh địa võ đạo, là đỉnh cao của võ thuật cổ truyền, nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ như vậy mà thôi, đều là bụng dạ hẹp hòi, thích châm chọc khiêu khích, đây chính là thái độ của cao thủ Côn Luân hay sao? Thật nực cười, tôi nghĩ chắc chính ông mới phải xem người ở Côn Luân là người nhà chứ nhỉ? Tần Lâm lạnh lùng nói, từng câu từng chữ làm cho mấy người ngồi bên lập tức ngẩn ra, tên nhóc này kiêu ngạo vậy sao, dám nói với nhị sư bá như thế, chẳng phải là muốn tìm đến cái chết à? Ngộ Diên cũng ngây người, Tần Lâm thật sự quá ngầu rồi, rõ ràng là đang đối mặt với Diệp Toàn Cơ đó. Phải biết rằng địa vị của Diệp Toàn Cơ ở Côn Luân thật sự rất mạnh, hầu như không ai dám đối đầu với ông ta. Cho dù không tài giỏi, nhưng tôi vẫn sẵn sàng chiến đấu vì bố mình, nếu ông không hài lòng với bố tôi thì cứ đấu với tôi đi. Ánh mắt Tần Lâm sắc lẹm, đối mặt với Diệp Toàn Cơ hung hăng như vậy vẫn không hề lùi bước, ngược lại còn trực tiếp nghênh chiến. Đúng là thứ không biết điều. Diệp Toàn Cơ nghiến răng nghiến lợi nói, tên nhóc này cũng giống hệt như Tần Trì, đây chẳng phải là muốn đối đầu với ông ta hay sao? Ngay lúc này, bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, Tần Lâm lấy công làm thủ, đương nhiên một tiền bối như Diệp Toàn Cơ chắc chắn sẽ không thể không biết điều như anh được, hơn nữa còn có sự hiện diện của mấy vị sư huynh đệ ở đây, cho dù trong lòng có tức giận đến mấy thì ông ta nhất định cũng sẽ không dám ra tay với Tần Lâm. Tần Lâm cũng sẽ không ra tay với Diệp Toàn Cơ, nếu như đánh thật thì e là sẽ thua mất. Là người có thân phận cao ở Côn Luân, đương nhiên sắc mặt Diệp Toàn Cơ trở nên vô cùng khó coi, đây chính là lần đầu tiên ông ta tức giận như vậy, xem ra con trai của Tần Trì cũng không phải thứ tốt đẹp gì, vừa nhìn thấy anh liền làm cho ông ta liên tưởng tới Tần Trì. Đủ rồi Toàn Cơ, là trưởng lão thì nên bình tĩnh. Dù sao lão ngũ cũng là niềm tự hào của huynh đệ chúng ta, còn chuyện ân oán giữa cậu và lão ngũ cũng không phải việc lớn, hà tất gì phải làm liên lụy đến con trẻ chứ. Đại sư huynh Dương Chí cười nhạt nói, sau đó nhìn sang Tần Lâm rồi khẽ gật đầu, anh quả nhiên là nhân tài hiếm có, giống hệt như bố anh ngày xưa. Chỉ tiếc là bây giờ sư phụ đang bế quan, nếu không thì ông sẽ rất vui khi được gặp Tần Lâm. Hừm, Diệp Toàn Cơ hừ lạnh một cái, sắc mặt vẫn u ám. Đại sư huynh nói đúng, nhị sư huynh nên rộng lượng hơn một chút, sư huynh nhìn con trai của lão ngũ đi, đúng là có dáng vẻ của anh tài. Đây chính là phúc của Côn Luân ta đấy, ha ha ha. Tam sư huynh Tằng Quảng cũng để lộ nụ cười. Ngộ Diên nhìn ra được Tần Lâm này đã được đón nhận nồng nhiệt, nhưng mối quan hệ giữa nhị sư huynh và ngũ sư huynh thì đúng là như chó với mèo, nếu không thì ông ta cũng sẽ không nặng lời với Tần Lâm như thế. Bởi vì ông ta khá thân với nhị sư huynh, vậy nên lúc này mới không thể nói gì nhiều, nhưng đối với nhị sư huynh mà nói thì đây là một chuyện chẳng mấy vui vẻ. Nếu đã là con trai của lão ngũ, lại còn có thư giới thiệu của cậu ấy thì cứ như vậy đi, sư phụ bế quan xong sẽ rất vui mừng khi biết chuyện này. Người mà ông ấy coi trọng nhất hồi đó chính là lão ngũ, chỉ tiếc là lòng của lão ngũ lại không ở Côn Luân. Tằng Quảng lắc đầu nói. Cậu tên gì? Dương Chí hỏi. Tần Lâm. Được, cậu chọn một người trong ba chúng ta để theo học, cậu muốn học nghệ với ai, cho dù là cùng ai. Chỉ cần thiên phú đủ cao thì đều sẽ được sư tổ cân nhắc. Dương Chí cười nói. Chắc tôi phải gọi người một tiếng sư bá chứ nhỉ? Con muốn học nghệ từ sư bá. Tần Lâm quỳ xuống, trịnh trọng nói. Được, đứng dậy đã rồi nói tiếp. Côn Luân chúng ta không có nhiều phép tắc như vậy, chỉ cần tôn sư trọng đạo là được. Dương Chí gật đầu, ông cảm thấy khá hài lòng với Tần Lâm, dù sao anh cũng là con trai của lão ngũ, hơn nữa lại còn một mình ở Côn Luân. Vậy cũng chắc là được Tần Trì kỳ vọng rất nhiều. Vâng. Tần Lâm đứng lên, hơi cúi người rồi cung kính nói. Thứ nhất, ông ấy là đại sư huynh của bố, đương nhiên thực lực cũng không tệ, bản thân chắc chắn sẽ không thể là đối thủ của ông. Thứ hai, thân phận cũng tương đương, còn điều thứ ba là trong ba người này, anh vẫn cảm thấy đại sư bá hợp với ý mình nhất. Sau này phải làm khổ đại sư huynh rồi, phải dạy dỗ một đứa nhóc không biết tôn sư trọng đạo là gì. Côn Luân không phải là nơi vô pháp vô thiên, nếu như ở đây có bất kỳ mâu thuẫn nào với các sư tôn thì đừng trách tôi vô tình. Diệp Toàn Cơ nói xong liền đứng dậy rời đi. Cố gắng theo đại sư mà học nhé, bố cậu năm đó cũng là nhờ theo đại sư huynh đấy, cũng gần được coi như là một phần sư phụ rồi. Tằng Quảng nhìn Tần Lâm rồi nói. Cảm ơn tam sư bá đã dạy dỗ. Tần Lâm cười rồi gật đầu. Lúc này, Tằng Quảng và Ngộ Diên cũng đã rời khỏi đại điện. Giờ chỉ còn lại Tần Lâm và Dương Chí.
Sư phụ, từ nay về sau mong người chỉ bảo nhiều hơn, Tần Lâm nhất định sẽ khiêm tốn học tập. Tần Lâm nói với vẻ kính cẩn. Con rất có phong thái của bố mình, nhưng đừng gay gắt quá, nếu cương quá thì sẽ dễ gãy, đây là điều cấm kỵ nhất. Nhị sư bá của con không có ý xấu đâu, ông ấy chỉ có chút bất bình cũ với bố con mà thôi, bình thường ông ấy rất tốt bụng. Bố con hồi đó cũng quá gay gắt nên mới làm mất lòng nhiều người, ở Côn Luân vẫn còn rất nhiều người cảm thấy cậu ấy ngứa mắt, trừ ta ra thì chưa có ai mà chưa từng bị cậu ấy xử qua cả. Dương Chí mỉm cười. Tần Lâm sững ra một lúc, xem ra chắc là nhị sư bá cũng từng có mâu thuẫn với bố nên đâm ra mới thù hằn anh như vậy. Con xin ghi nhớ. Tần Lâm cúi nhẹ đầu. Bố con gửi con đến đây thì chắc là cậu ấy đã tính từ lâu rồi, muốn con ở đây học nghệ, ta có thể dạy tất cả cho con, không có giấu giếm gì hết, nhìn thấy con lại làm ta nhớ đến hình dáng lão ngũ khi xưa, nháy mắt đã hơn 20 năm, ha ha ha, thời gian đúng là không tha ai mà. Dương Chí cười nói, mặc dù đã 60 tuổi, nhưng ông vẫn còn rất minh mẫn, thân thể cũng rất cường tráng. Cảm ơn sư phụ, nhưng con có một câu hỏi. Tại sao trên đời có rất nhiều cao thủ nhưng vẫn không bao giờ thấy bọn họ xuất hiện vậy? Chẳng lẽ người gia nhập vào các môn phái võ cổ truyền đều không có ham muốn hay dục vọng sao? Bọn họ có những khả năng đặc biệt, có thể phục vụ cho đất nước, mở ra một con đường riêng cho cuộc sống của họ, chẳng lẽ những người tu luyện đều không có tạp niệm ư? Tần Lâm có hơi không dám tin, dù gì ở trên đời thì cũng sẽ dính bụi trần, thật sự thì có bao nhiêu người có thể chịu đựng được gian khổ chứ? Xem ra có vẻ bố con đã không nói cho con biết mọi chuyện. Dương Chí trầm ngâm. Xin sư phụ khai sáng cho. Tần Lâm ngờ vực nhìn Dương Chí. Không phải bọn họ không có tạp niệm, nhưng một khi đã đi vào con đường võ đạo thì không phải là cứ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, con đường của kẻ mạnh bắt buộc phải chịu được cám dỗ và tĩnh tâm mới được. Núi Côn Luân cũng có những quy định riêng của núi Côn Luân. Lên núi thì dễ, xuống núi mới khó. Nếu muốn rời khỏi Côn Luân thì chỉ có hai cách, một là đợi cho đến 60 tuổi, hai là phải thách đấu với 10 vị sư huynh đệ, nếu như thắng hết thì sẽ được xuống núi. Dương Chí nghiêm túc nói, vậy có nghĩa là bố con? Tần Lâm hơi sửng sốt, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, chẳng lẽ bố đã phải đánh hết để được xuống núi hay sao? Dương Chí gật đầu, cười nói, đúng vậy, bố con một mình khiêu chiến người của Côn Luân, cậu ấy cũng là người duy nhất trong vòng 500 năm qua. Tần Lâm càng ngạc nhiên hơn, không ngờ bố mình lại lợi hại đến vậy, người đầu tiên trong vòng 500 năm, danh tiếng như này đúng là không đơn giản mà. Có thể thấy được, bố anh năm đó nổi danh khắp núi Côn Luân, không ai bì kịp. Mà nhị sư bá Diệp Toàn Cơ này lại có thù với bố, điều này cũng dễ hiểu thôi. Dẫu sao Mộc Tú Vu Lâm Phong tất tội chi sao, ai cũng hiểu đạo lý này, bố quá mạnh mẽ nên mới gây nhiều thù hận như vậy. Sao cây cao vượt rừng? Gió sẽ dập, chim bay vượt đàn, chịu súng săn, hay còn được hiểu như một người xuất chúng thì ắt bị người khác sinh lời đàm tiếu, dị nghị. Có điều Tần Lâm cũng giống vậy, anh không sợ hãi bất kỳ sự khiêu chiến nào, từ khi bước chân vào Côn Luân, anh đã hiểu rõ sự lựa chọn của chính mình. Nhưng có một điều anh không ngờ được, không học được nghệ thì không có tư cách để xuống núi. Có điều nghĩ lại thì đúng, khi thực lực của anh đạt đến một cảnh giới nhất định, anh sẽ không băn khoăn nhiều đến vậy. Sự tịch mịch của những cao thủ cổ xưa cũng vậy, khi anh đủ mạnh, anh khinh thường tất cả, mà đã khinh họ thì cũng chẳng muốn cạnh tranh với họ. Chỉ cần không phải kẻ cực kỳ độc ác thì sẽ không ra tay tàn sát bất kỳ ai, bọn họ đều không phải đối thủ với anh cũng không có ác ý với họ. Hơn nữa thời gian dần trôi, 60 năm, đời người có mấy cái 60. Ở tuổi này, có mấy chuyện mà mình còn chưa nhìn thấu chứ, vậy nên Tần Lâm cũng hiểu được mấy quy tắc mà Côn Luân định ra. Có điều hai quy tắc này đều quá cứng nhắc, anh nhất định sẽ không đợi đến 70-80 tuổi mới rời đi, có vẻ như nếu anh muốn xuống núi thì phải đi con đường giống bố anh năm đó rồi. Đây chắc là một bài kiểm tra nhỉ. Tần Lâm thầm cảm thán, cũng không biết đệ tử núi Côn Luân mạnh thế nào, có điều cho dù là một tiểu sư muội cũng có thực lực của cao thủ lục mạch, những người này chắc cũng không phải loại làng nhàng. Sư phụ ban nãy, nhị sư bá, còn có cả tam sư bá. Thực lực của ba người này đều khiến anh cảm thấy bị chèn ép, cho dù là khí tức trên người thất sư thúc thì cũng rất mạnh, Tần Lâm không nắm chắc được phần thắng của mình, thậm chí hy vọng của anh cũng rất mong manh. Trên núi Côn Luân Ngọa Hổ Tàng Long, nơi đây vốn là một nơi vô cùng kinh khủng, chỉ khi thực sự đến đây, bạn mới cảm nhận được bầu không khí võ học ở đây khủng khiếp thế nào.
Tần Lâm bây giờ cũng không còn là cậu thiếu niên không gì là không thể kia nữa, ở đây, anh nhất định phải học được cách khiêm tốn, hơn nữa một khi đắc tội nhị sư bá thì chắc là tiêu đời, anh phải cẩn thận, không được phép đi trêu chọc ông ta. Ngay cả sư phụ và nhị sư bá đều mạnh như vậy thì sư tổ của anh sẽ lợi hại đến mức nào chứ? Tần Lâm khó có thể tưởng tượng được. Dương Chí nói, con đường tu hành không có đường tắt, mỗi người đều phải dựa vào tích lũy qua nhiều năm tháng, chăm chỉ khổ luyện mới đạt được thành tựu. Bố con cũng vậy, có điều so với đa số mọi người thì cậu ấy lợi lại hơn, có thiên phú hơn, đây chính là thứ ông trời ban cho, là thứ người thường không có được. Tục ngữ có câu, cần cù bù thông minh, cho dù là ngành nào cũng vậy, dù là ở trong thế tục hay là ở trong môn phái võ thuật cổ truyền đều như vậy. Con nỗ lực hơn người khác thì thứ con đạt được sẽ là kỳ tích mà không ai với nổi, vậy nên Tần Lâm con nhất định phải làm được điều đó. Tần Lâm cụp mắt gật đầu. Sư phụ dạy phải. Dương Chí nghiêm túc nói. Có một chuyện này, con phải hiểu, con đường tu hành của phái võ cổ truyền chúng ta là tu tâm, tu thân dưỡng tính, ngoài ra còn là luyện khí. Ta nghĩ bố con chắc chưa từng nói những điều này với con, cho dù là cậu ấy dạy con võ công cũng sẽ không nói vậy với con. Vì có những thứ cậu ấy không có tư cách dạy con, bởi vì ngay cả cậu ấy cũng không đạt được đến điều ấy. Lời sư phụ khiến ánh mắt Tần Lâm càng nghiêm túc hơn. Tần Lâm thành khẩn nói. Mời sư phụ nói. Luyện võ thuật cổ truyền thì phải có bản lĩnh, nhưng chung quy vẫn là ngoại vật, mà sư phụ của chúng ta, sư tổ của con là người đầu tiên trên Côn Luân có thuật luyện khí lợi hại nhất. Người có kỳ kinh bát mạch, chia làm âm kiều mạch, dương kiều mạch, âm duy mạch, dương duy mạch. Đới mạch, xung mạch, nhâm mạch, đốc mạch. Khi con đã thông kinh mạch cuối cùng, con có thể đạt được luyện khí chân chính. Lời sư phụ khiến tầm hiểu biết của Tần Lâm như sang một thế giới mới. Lúc trước anh từng đọc quyển, Tam Phong Luyện Khí Thiên, chắc cũng giống như những gì sư phụ nói. Có điều ông không nói nhiều, vẫn nên nghe sư phụ nói hết thì hơn. Dương Chí hỏi. Thực lực bây giờ của con chắc là giữa lục mạch và thất mạch nhỉ? Tần Lâm cười nói. Không giấu gì sư phụ, là thất mạch ạ. Không tồi, căn cơ rất tốt, có điều đả thông kinh mạch thứ 8 không đơn giản như con tưởng tượng đâu, có những người cả đời cũng không đạt được đến mạch thứ 8. Chớ dương dương tự đắc, phải tu luyện mới được. Sau khi con người đả thông kinh mạch thứ 8, tất cả kinh mạch và đan điền sẽ dung hợp, lúc này con có thể luyện khí được, mà sau khi luyện khí chính là cao thủ hậu thiên lại phân làm tiền trung hậu kỳ, mỗi kỳ đều vô cùng quan trọng. Luyện khí phân làm 9 tầng, 3 tầng đầu là hậu thiên tiền kỳ, cũng được gọi là hậu thiên sơ kỳ, 3 kỳ tiếp theo là hậu thiên trung kỳ, 3 kỳ cuối là hậu thiên hậu kỳ. Cao thủ hậu thiên hậu kỳ nếu như đạt đến đỉnh cao là có thể hấp thu được linh khí của đất trời, lấy làm của riêng, lúc này cũng được gọi là cao thủ tiên thiên. Dương Chí nói, Tần Lâm cũng cảm nhận được, cho dù là sư phụ, hiện nay cũng không đạt được đến thực lực này, toàn bộ Côn Luân chắc chỉ có mình sư tổ có thể đạt được đến cảnh giới đó. Tần Lâm như mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới với thế giới này, một thế giới mới như mở ra với anh. Nếu như đạt đến cấp bậc cao thủ tiên thiên là có thể cải lão hoàn đồng, tuổi thọ 300 năm, bởi vì bọn họ đều có thể giao tiếp với trời đất, có thể hấp thu chuyển hóa linh khí, vậy nên thực lực mới mạnh mẽ như vậy, đến lúc đó mới thực sự là tẩy tủy phạt cốt, hoàn mỹ không tì vết, cơ thể sẽ đạt đến một trạng thái cân bằng cực kỳ, từ đó trì hoãn sự lão hóa. Tần Lâm kinh ngạc nói. Vậy trên tiên thiên còn có cảnh giới nào cao hơn không ạ? Chẳng nhẽ đây chính là tu tiên trong truyền thuyết? Sư phụ, thế gian này có tiên nhân không? Con chưa bao giờ nghe nói có người sống đến 300 tuổi. Có điều lòng anh dần thoải mái, thực lực càng mạnh càng có thể giao hòa được với linh khí đất trời, cơ thể càng ngày càng trẻ, đạt đến trạng thái cân bằng cực hạn, đến lúc đó cơ thể chắc còn khỏe mạnh hơn thanh niên nhiều. Các chức năng trong cơ thể đều có thể đạt đến đỉnh cao, sống đến 300 tuổi cũng là điều có thể. Đương nhiên Tần Lâm đã từng chứng kiến sự khủng khiếp của người Tam Tinh, không biết bọn họ dùng cách nào mà có tuổi thọ dài đến vậy, sống cả mấy nghìn năm không chết, đây mới là điều khiến con người kinh ngạc. Đối mặt với câu hỏi của Tần Lâm, Dương Chí gật đầu. Đương nhiên rồi, sư tổ của con từng nói với chúng ta, ông ấy có thể cảm giác được linh khí trong cơ thể dần hội tụ. Nếu như có một ngày có thể kết thành nội đạn đan điền thì biết đâu thực lực được lột xác, cá chép hóa rồng cũng là điều có thể. Dương Chí nghiêm túc nói. Nhưng hiện nay chắc không có ai có thể đạt đến cảnh giới này, sư tổ của con cũng không có khả năng này. Làm người không cần với quá cao,
luyện khí cũng vậy, hơn nữa đừng nói đến tiên thiên, cho dù con muốn đạt đến cao thủ hậu thiên cũng là chuyện khó khăn lắm rồi, phần còn lại chỉ có thể dựa vào thiên phú và sự nỗ lực của con, còn cả cơ duyên nữa, nếu như gặp may, biết đâu con lại có cơ hội khác thường, thực lực mạnh hơn cũng là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ, con phải tu luyện, đây mới là điều quan trọng nhất. Sư phụ dạy chí phải. Tần Lâm không dám có quá nhiều hy vọng xa vời, ít nhất bây giờ điều anh muốn làm chính là tăng thực lực của mình, nếu không tất cả đều uổng công. Muốn rời khỏi Côn Luân, không biết phải chờ đến khi nào, đây cũng là điều anh lo lắng, anh có thể chịu được nửa năm một năm, thậm chí là ba năm 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 nhưng bệnh tình của Trúc Linh Linh và mẹ Tiêu Nghiên không thể chịu nổi lâu đến vậy. Vậy nên chuyện đầu tiên mà Tần Lâm phải làm là không ngừng nâng cao năng lực bản thân mới có thể tự do tự tại làm mọi thứ. Khi thực lực đạt đến một cảnh giới nhất định thì chẳng cần quan tâm mấy thứ dâu ria. Đây cũng là lý do tại sao Côn Luân lại định ra quy tắc này, Tần Lâm cũng dần hiểu được rồi. Thực lực của con đã đạt đến thất mạch, cùng ở trình độ này chỉ có ba vị sư huynh, bây giờ bọn họ đang tôi luyện đốc mạch cuối cùng, đốc mạch cũng là điểm liên thông huyết mạch cuối cùng của kỳ kinh bát mạch, là luyện tâm, vậy nên cần hít thở thổ nạp. Bây giờ phải bắt đầu học luyện khí. Chỉ khi khí trong cơ thể được tích lũy đến một trình độ nào đó mới có thể có thực lực đả thông được kinh mạch thứ 8. Con phải nhớ kỹ, muốn đột phá được đốc mạch thì cần luyện khí. Dương Chí đặt kỳ vọng rất lớn vào Tần Lâm, một là vì thực lực của anh đã đạt đến cảnh giới cao thủ thất mạch, hai là vì anh là con trai của L Ngũ, cho dù không làm được, ông vẫn sẽ coi trọng Tần Lâm hơn người thường một chút. Vậy nên ông hy vọng Tần Lâm càng ngày càng giỏi, càng ngày càng mạnh, thậm chí mạnh hơn bố mình. Hôm nay con ở lại đã, tí nữa ta sẽ sắp xếp sư huynh giúp con, mạch của chúng ta có tổng cộng 17 cao thủ, mà trong số này ai cũng là sư huynh của con. Nhập môn phân trước sau, luôn phải nhớ kỹ đạo lý tôn sư trọng đạo, vậy nên con gặp thì phải gọi người ta là sư huynh. Cảm ơn sư phụ. Tần Lâm gật đầu, những lời này của sư phụ Dương Chí đem lại nhiều lợi ích cho anh, muốn đột phá và mạnh hơn, muốn đả thông kinh mạch thứ 8 thì cần có được nghị lực kiên định bền bỉ. Dương Chí hỏi, bố con có khỏe không? Tần Lâm nói, bố con rất ổn, sư phụ không cần lo. Ông ấy vì quốc gia, 20 năm như một chưa từng để người ngoài coi thường, cũng chưa từng để mất mặt của Côn Luân. Được, tốt lắm. Tên Tần Chỉ này, từ nhỏ đến lớn có chí hướng xa, tất cả mọi người đều muốn trường sinh, chỉ có mình cậu ấy là chẳng quan tâm, không có gì ràng buộc được cậu ấy, nhưng cậu ấy vì dân vì đất nước. Vì đại nghĩa như vậy khiến người ta không bì kịp. Mỗi người đều có mục tiêu, đều có ước mơ riêng, bố con là thiên tài hiếm có. Nếu như 20 năm nay cậu ấy luôn ở trên núi tu luyện thì chắc cũng là người duy nhất có năng lực bằng sư tổ con. Nhưng vì nước nhà, cậu ấy đã buông bỏ hết thảy, vì nhân dân, vác gánh nặng lên vai, người như vậy đúng là niềm kiêu ngạo của Côn Luân. Dương Chí cảm khái mà nói, nhớ đến Tần Trì, ánh mặt của ông dịu dàng hơn nhiều. Tần Trì năm xưa vừa là học trò vừa là bạn của ông, bởi vì khi vừa bái sư nhập sơn môn, ông dạy Tần Trì rất nhiều thứ, cho đến khi ông không còn cái gì để dạy nữa, Tần Trì mới học nghệ với sư phụ. Vậy nên Dương Chí rất nhớ Tần Trì, tiếc rằng 20 năm rồi, bọn họ chưa gặp lại nhau. Tần Trì không làm gì bôi xấu bọn họ, đệ tử đi ra khỏi Côn Luân đến nay đều là người có thể làm bá chủ một phương. Dương Chí vô cùng vui. Năm đó sư phụ ngăn cản Tần Trì xuống núi, vì không muốn một mầm mống tốt như vậy bị tiêu diệt. Tần Trì vốn có thể đạt đến tầm cao mới, nhưng ông ấy vẫn vì trách nhiệm và lý tưởng của mình mà rời khỏi núi Côn Luân. Tất cả điều này, không thể không nói đều là số phận. 20 năm sau, Tần Trì mặc dù không trở lại nhưng ông ấy lại đưa con trai của mình đến, cũng là một hạt giống tốt đến học võ. Chỉ mong những tâm nguyện mà năm đó bố anh chưa hoàn thành, bây giờ Tần Lâm sẽ không để ông thất vọng. Được rồi, con đi xuống đi, ta sẽ gọi sư huynh của con đến sắp xếp cho con. Sau khi rời khỏi đại điện, không bao lâu sau, chắc chỉ bằng thời uống một chén trà, một anh thanh niên vóc dáng cao gầy, khoảng chừng 30 tuổi đi về phía anh. Người này trông có vẻ chẳng có gì là xuất sắc, nhưng khí tức trên người anh ta lại rất tự nhiên, hơn nữa vô cùng hài hòa, ánh mắt sắc bén như dao khiến cho người ta cảm thấy ngang ngược. Người này không đơn giản. Tần Lâm đúng không? Sư phụ đã nói với huynh rồi, đệ đi với huynh, huynh là nhị sư huynh của đệ Lâm Trung Nghĩa, từ nay về sau, đệ có chuyện gì có thể tìm huynh, khoảng thời gian này đệ cứ nghỉ ngơi ở Côn Luân. Trông đệ có vẻ có thực lực không tầm thường,
Hơn nữa nghe nói còn là con trai của Ngũ sư thúc, có vẻ như cũng có chuẩn bị mới đến đây, xuất thân tốt, căn cơ tốt. Lâm Trung Nghĩa vỗ vai Tần Lâm, cười nói, cái vỗ vai này đã khiến Tần Lâm ước lượng được thực lực của anh ta. Tần Lâm gật đầu, bình tĩnh tỉnh bơ, Lâm Trung Nghĩa cũng rất kinh ngạc, tên này có bản lĩnh đấy. Tần Lâm gật đầu, nhị sư huynh thật lễ độ. Hai người đi xuống bên dưới đại điện, bên dưới một khe núi khác, nơi này cách điện Côn Luân rất xa nhưng xung quanh cách mỗi trăm thước đều có sơn động, cũng là nơi các sư huynh sư đệ nghỉ ngơi, sau này chắc anh cũng thường xuyên ở lại đây. Côn Luân chúng ta có tổng cộng hơn 100 người, 8 vị sư thúc, thực ra là 9 vị, có điều bố đệ không ở lại Côn Luân nên chỉ có bát mạch, mỗi mạch đều là cao thủ, đừng coi thường bọn họ, hơn nữa mỗi vị sư thúc đều có phương pháp dạy dỗ, phương pháp tu luyện riêng, đệ không thể khinh thường ai, lời của sư phụ chính là lệnh, nhất định phải phục tùng, chỉ cần tu luyện thành công, Côn Luân sẽ không để đệ mai một, nếu như có thể nhận được sự chỉ dạy của sư tổ thì đúng phúc ba đời. Lâm Trung Nghĩa nói một tràng, Tần Lâm cũng vui vẻ nghe. Từ ngày mai, huynh sẽ tiếp đón đệ tu luyện với huynh đi, ha ha ha. Lâm Trung Nghĩa lại tỏ ra vô cùng nhiệt tình, trông hoàn toàn không giống người tự cao tự đại, chẳng trách sư phụ lại sắp xếp anh ta tiếp đón Tần Lâm, nếu như mà để một tên kiêu căng đến thì đúng là vui rồi. Nếu đã đến đây thì phải yên tâm mà ở đây, bây giờ anh cần bắt đầu lại khoảng thời gian tu luyện rồi. Tần Lâm hỏi, vậy sư đệ ở đâu? Lâm Trung Nghĩa nói, ở đó, sư đệ tự đào một cái động riêng nhé. Tôi tự đào một cái động. Tần Lâm sững sờ, cười gượng, đây đúng là một chuyện không đơn giản, có vẻ như anh hết đường thoát rồi. Lâm Trung Nghĩa cười nói, người đến núi Côn Luân học nghệ đều phải trải qua bước đầu tiên này, cũng là để sư đệ rèn luyện, đừng có khinh thường việc đào động, có nhiều người mất đến 5 ngày 7 ngày, có người mất chục ngày nửa tháng, nhưng nó có thể rèn luyện tính kiên nhẫn của đệ. Nếu như sư đệ muốn dùng công cụ thì chỗ sư huynh có đấy. Tần Lâm phất tay. Không cần. 10 ngày 8 ngày, thế thì lỡ hết thì giờ, anh dùng thất tinh long nguyên chắc có thể đào được một cái động. Lâm Trung Nghĩa cười nói. Vậy sư đệ dùng gì? Chẳng nhẽ đệ định dùng tay đào. Tần Lâm nhún vai, cười gượng. Sư đệ đâu ngu đến vậy? Anh búng tay, thanh kiếm xuất hiện, thất tinh long nguyên nháy mắt rơi xuống từ không trung. Đáp thẳng vào tay anh, kiếm ong ong rung lên, mình kiếm lóe sáng, mang theo hàn khí, kiêu ngạo lạnh lùng, thanh cao thành thật, quả đúng là hữu danh kỳ thực. Kiếm tốt. Hai mắt của Lâm Trung Nghĩa phát sáng, thậm chí hơi kích động đến mức không kìm được, thanh kiếm này kinh khủng quá, đúng là khiến người ta kinh ngạc, anh ta chưa từng thấy được thanh bảo kiếm nào lợi hại đến vậy đây, thanh kiếm xuất hiện giữa không trung, khiến cho người ta cảm thấy khí lạnh đang ép dần tới. Lâm Trung Nghĩa không ngờ Tần Lâm có bảo bối tốt như vậy, ánh mắt toát lên vẻ hâm mộ, buột miệng nói nên lời, nhưng anh ta cũng chỉ có thể thầm than thở, bảo kiếm tuy tốt nhưng không phải ai cũng điều khiển được, hơn nữa thứ không thuộc về mình, cho dù có thích anh ta cũng sẽ không tranh giành. Thanh bảo kiếm này đúng là hiếm có khó tìm, hơn nữa còn tỏa ra khí phách cao ngạo lạnh lùng trong trẻo, ánh sáng trên lưỡi kiếm, khí thế khiếp người, đúng là một thanh kiếm tốt. Lâm Trung Nghĩa mặt mày hâm mộ. Đồng thời cũng tỏ vẻ khiếp sợ. Đợi một chút, đệ định dùng thanh bảo kiếm tuyệt đỉnh này để đào một cái hang à. Nhỡ may gãy thì thế nào? Thế thì tiếc lắm đấy. Nếu thật sự bị gãy thì nó không phải là một thanh kiếm tốt. Tần Lâm cười nhạt nói, khiến cho Lâm Trung Nghĩa không khỏi đấm ngực dậm chân, một thanh kiếm tốt như vậy lại dùng để đào đá, đúng là phí của trời. Sư đệ bắt đầu đây, nhị sư huynh. Tần Lâm cẩn thận đạp chân vào vách đá. Liên tục đạp, dẫm lên một cái vách, cuối cùng lựa chọn một nơi cách mặt đất trăm thước, bắt đầu cầm kiếm đào. Nếu như mất 8 đến 10 ngày thì mình ngủ ở đâu đây? Xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt. Tần Lâm tạo ra tiếng động không nhỏ, hơn nữa Lâm Trung Nghĩa vẫn luôn đứng bên nhìn, thất tinh long uyên của Tần Lâm quả nhiên là thanh kiếm tốt, đồng thời cũng không xảy ra chuyện gãy kiếm như anh ta tưởng tượng. Ngược lại, mỗi khi thanh kiếm chém xuống như chém dưa vậy. Chẳng mấy chốc đã đào được một hang động không không nhỏ, hơn nữa tốc độ chỉ có nhanh lên chứ không có chậm đi, phương pháp này thực sự khiến Lâm Trung Nghĩa vô cùng ngưỡng mộ. Lúc trước mình mà có một thanh kiếm tốt thế này thì cần gì khổ sở 7 ngày 7 đêm chứ? Lâm Trung Nghĩa thở dài một tiếng, năm xưa khi đào động, anh ta suýt nữa mệt chết người, cảm giác ấy vẫn còn hằn sâu trong tâm trí anh ta. Nhưng tốc độ của Tần Lâm thực sự nhanh,
dường như chưa đến một tiếng đã đào được hơn nửa, hơn nữa anh còn vô cùng ung dung. Có điều trông thì đơn giản nhưng Tần Lâm tốn không biết bao nhiêu sức lực, điều này chẳng cần nghi ngờ. Khoảng 2 tiếng sau, Tần Lâm cuối cùng cũng đào được một cái động, so với hang động của mấy sư huynh ở xa thì to hơn nhiều. Lâm Trung Nghĩa đứng bên mà sững sờ, vô cùng khiếp sợ, Tần Lâm cũng thở hổn hển, đúng là tốn sức mà, hơn nữa cả một vách đá đều bị đào ra, trông rất dễ nhìn. Thất tinh long uyên chém sắt như chém bùn, chẳng có áp lực gì, hơn nữa nguyên khí dồi dào, ung dung không vội, Lâm Trung Nghĩa tấm tắc khen, tên Tần Lâm này đúng là bất ngờ, có vẻ không phải loại đơn giản đây. Việc lớn đã thành, ha ha ha, Tần Lâm cười nói, ngồi phịch xuống đất, hài lòng gật đầu. Tần Lâm tỏ vẻ khinh thường, đám người này mới là kẻ gây chuyện trước, vậy nên anh cũng chẳng phải sợ bọn họ. Lâm sư huynh nhìn thấy rồi chứ, không phải là do chúng tôi không nể mặt sư huynh đâu đấy, mà có một vài người nào đó không biết điều mà thôi. Ha ha ha, mắt Nhiếp Vân Hải hơi nheo lại, phải cho tên nhóc mới đến này một bài học mới được, để cho cậu ta biết được cái gì gọi là hiểm ác. Chuyện này, bây giờ Lâm Trung Nghĩa như đang bị kẹt ở giữa, cũng hết sức khó xử. Anh ta cố tình thiên vị Tần Lâm, nhưng Tần Lâm lại không hề chịu nể mặt, chỉ có xin lỗi thôi mà cũng không chịu, khác nào một con lừa ngoan cố đâu chứ. Còn phía bên kia, đám người Nhiếp Vân Hải lại lôi lý lẽ của mình ra để nói, hơn nữa bọn họ còn người đông thế mạnh, cậy thế ức hiếp người khác, cậu có thể giải quyết được sao? Nhưng Tần Lâm cứ nhất quyết không chịu cúi đầu, vậy thì sẽ gây nên sóng to gió lớn rồi đây. Mặc dù bản thân là sư huynh, nhưng bọn người bên kia lại chiếm hoàn toàn thế chủ động, anh ta cũng không còn cách nào khác, Lâm Trung Nghĩa chỉ hy vọng rằng Tần Lâm sẽ không cứng đầu như thế. Lại còn bay ra cái trò trộm cướp, có ngon thì đến giành lấy thanh kiếm trong tay tôi đi xem nào. Tần Lâm cười khẩy, sau đó anh cầm thất tinh long uyên chĩa thẳng về phía Nhiếp Vân Hải. Nhưng lúc này Nhiếp Vân Hải lại nhíu mày, tên này cũng ngông cuồng quá rồi đó, ở Côn Luân không được phép chĩa kiếm về phía các sư huynh đệ. Chẳng phải đây là muốn không đánh không thôi hay sao, vậy làm sao mà đám người Nhiếp Vân Hải không nổi giận cho được. Lâm sư huynh cũng thấy rồi đấy, người ta có lỗi trước còn chưa nói xong đã chủ động khiêu khích bọn tôi rồi, ha ha ha, thật nực cười, tại sao Côn Luân của chúng ta lại có một tên không biết trời cao đất dày như vậy chứ? Đúng thế, thật sự cho rằng chúng tôi dễ ức hiếp à? Đây không phải là đang bắt nạt người khác hay sao? Tụi tôi không nhịn đâu đấy. Lâm sư huynh, nếu như sư huynh không làm chủ cho tụi tôi thì chúng tôi sẽ tự mình đòi lại công đạo. Lâm Trung Nghĩa cảm thấy vô cùng bất lực, bản thân anh ta cũng muốn chủ trì công đạo cho tất cả mọi người, nhưng Tần Lâm lại cứ không chịu, muốn bắt anh nhận sai thì còn khó hơn lên trời. Mọi người không thể bình tĩnh nói chuyện được sao? Đều là người của Côn Luân hết cả, Tần Lâm, mau bỏ kiếm xuống đi. Đây chính là quy tắc của Côn Luân chúng ta, tuyệt đối không được chĩa kiếm về phía các sư huynh đệ. Lâm Trung Nghĩa quát, làm cũng đã làm rồi, Lâm sư huynh, có một số việc không thể thay đổi được đâu, hôm nay tôi đã nể mặt sư huynh đủ rồi, bây giờ tôi sẽ cho cậu ta hai con đường, một là quỳ xuống khấu đầu nhận sai, hoặc là đưa kiếm cho tôi thì chuyện này coi như xong, nếu không thì đừng trách. Nhiếp Vân Hải sầm mặt nói, nhìn chằm chằm về phía Tần Lâm. Tần Lâm bèn cười khẩy một tiếng, còn không thèm quan tâm, điều này làm cho đám người Nhiếp Vân Hải càng thêm tức giận. Bảo tôi quỳ dập đầu nhận sai ư, mấy người có uống nhầm thuốc không đó, bị ngu hay gì, ông đứng ở đây này, có ngon thì qua đây mà lấy, cùng lắm thì sống chết một trận thôi, chẳng phải mấy người muốn xử tôi sao, bây giờ Tần Lâm tôi sẽ tiếp các người. Tần Lâm kiêu ngạo đứng lên, trầm giọng nói. Lâm Trung Nghĩa hoàn toàn bất lực, đến cả chuyện này anh ta cũng không quản được. Nể mặt mà không biết điều, cậu có biết mình đang đắc tội với ai không? Một kẻ mới đến mà cũng dám thách thức tôi à? Đúng là không biết tự lượng sức mình, ha ha ha. Bây giờ tôi rất muốn xem thử thằng nhóc này có tài cán gì mà lại dám khiêu chiến chúng ta. Nhiếp sư huynh đã nể mặt cậu ta lắm rồi, còn có Lâm sư huynh ở đây nữa, tiếc là cậu ta lại không biết quý trọng, nếu đã như vậy thì phải cho cậu ta biết tay mới được. Những người đứng sau Nhiếp Vân Hải đều đang rất háo hức, Lâm Trung Nghĩa cũng không ngờ rằng đám người Nhiếp Vân Hải lại làm lớn chuyện đến mức này. Bây giờ đã hoàn toàn không thể giải quyết được, hơn nữa Tần Lâm lại còn gây sự trước, tên nhóc này đúng là làm việc quá thiếu suy nghĩ, cái gì cũng chấp phạt thì chỉ có nước đánh nhau một trận mà thôi. Không cần phải nể mặt Lâm sư huynh đâu,
Chuyện hôm nay không liên quan gì đến Lâm Sư Huynh cả, đừng kéo Lâm Sư Huynh vào, các người không xứng đâu. Ánh mắt Tần Lâm lạnh như băng. Những tên này rõ là đang nhắm vào mình, hoặc là thanh kiếm trong tay, bây giờ lại nói năng hùng hồn như thế, anh không thể ngờ được vừa bước vào Côn Luân thì đã có người đến gây chuyện với mình rồi. Cậu còn dám rảo biện, cậu đào hang ở đây làm phiền nhiều người như vậy, không những không biết điều lại còn có thái độ như thế à, nếu đổi là người khác thì ai có thể điềm tĩnh được đến mức này. Lâm sư huynh là đệ tử của đại sư bá, đương nhiên sư huynh sẽ là người hiểu rõ ngọn ngành, chúng tôi cũng không muốn phải nhất quyết đánh với cậu ta, nhưng cậu ta cứ một mực đòi đối địch với bọn tôi thì bọn tôi có thể làm gì được đây, đây hoàn toàn là do bị ép đấy nhé. Nhiếp Vân Hải thở dài. Lúc này bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho Tần Lâm rời đi, cho dù có Lâm Trung Nghĩa thì cũng vậy mà thôi. Hơn nữa ngay từ đầu là do bọn họ muốn đến để gây sự, tất cả đều lo do sư huynh Triệu Vô Cực sắp xếp từ trước, nhất định phải cho Tần Lâm một bài học, từ lúc mới vào đã bắt đầu trêu ghẹo tiểu sư muội rồi, làm sao bọn họ có thể chịu được chứ? Khi nghe thấy tiểu sư muội bị trêu ghẹo, ai nấy đều trở nên kích động, không chút do dự muốn cho tên này một đòn chí mạng. Nhân tiện tống khứ được anh ra khỏi Côn Luân thì lại càng tốt. Nhưng bây giờ có vẻ tên này đã cắn câu rất nhanh, vậy thì khỏi mất công để tìm lý do nữa, chỉ riêng việc này thôi đã đủ làm anh no đòn rồi. Rõ ràng là lính mới mà lại lươn lẹo như vậy, nhất định phải dạy cho anh một bài học mới được. Lâm Trung Nghĩa cũng biết rõ những người này đang muốn gây sự với Tần Lâm, hơn nữa anh lại còn tự tin như thế, người ta đã tìm đến tận cửa rồi đấy. Nếu như chịu cúi đầu thì chuyện này coi như xong rồi, nhưng nếu cứ tiếp tục ương bướng như vậy thì anh ta cũng không thể giúp gì được. Lâm Trung Nghĩa cũng đành bất lực, anh ta cũng muốn làm trung gian hòa giải, thế nhưng Tần Lâm này lại không chịu nể mặt. Hai. Dù sao Tần Lâm cũng là tiểu sư đệ của mình, sư phụ giao cậu ấy cho mình là muốn mình phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Tần Lâm, nhưng bây giờ xem ra mọi việc đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh ta nữa rồi. Bây giờ người ta lại đang khóc lóc kể lể rồi, cậu có tư cách gì để thách đấu với người ta đây? Vốn dĩ chỉ là chuyện rất nhỏ, nhưng Tần Lâm và Nhiếp Vân Hải lại cứ muốn đối đầu nhau nên sự việc mới trở nên lớn như thế này, lẽ ra đã có thể qua được tai họa, nhưng Tần Lâm lại cứ một mực cứng đầu. Cả hai bên đều đã bật nòng súng rồi, căn bản không thể nào hòa giải được nữa. Nếu các người cố chấp thì cứ việc, tôi sẽ đi mách nhị sư thúc. Cuối cùng Lâm Trung Nghĩa cũng tung ra chiêu cuối, nhưng lúc này đám người Nhiếp Vân Hải lại hoàn toàn không thèm để ý đến lời nói của Lâm Trung Nghĩa. Nếu như bình thường thì có lẽ bọn họ đã thu kiếm lại rồi, nhưng lần này bọn họ đến là do ý của Đại sư Huynh Triệu Vô Cực, người đông thế mạnh như vậy, cho dù có chuyện gì thì bọn họ cũng sẽ không bị trừng phạt quá nặng. Huống chi bọn họ cũng muốn trả thù cho tiểu sư muội, cho dù sư phụ có biết đầu đuôi câu chuyện thì cũng sẽ tha thứ cho bọn họ mà thôi. Vậy nên lần này bọn họ mới một mực ép Tần Lâm phải dập đầu nhận sai. Tần Lâm vừa nghe liền nghĩ ngay những người này có lẽ đều là đệ tử của nhị sư bá. Xem ra nhị sư bá đã chuẩn bị ra tay với mình rồi đây, ngay cả Lâm sư huynh cũng chưa được biết, nhưng Tần Lâm biết rất rõ nguyên nhân là do đâu, chuyện này cũng không đáng để nói ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 66.